Ông ơi, gì? Coi nhà tôi đi chợ chút nha. Đi chợ mua đồ đầy đủ nghe, hôm nay đưa ông Táo về trời đó, mua không có thiếu được rồi nha. Biết rồi, cái gì cũng dặn nữa. Thiếu ông có lên về cho nó báo cáo đâu bà mua thiếu á. Biết rồi, yên tâm. Biết rồi, bà hay lắm. Nói vậy chứ đi về cái quên món. Ê trời quên này, trời quên kia. Thôi đi đi, còn dòm túi gì nữa. Bé yêu, để tranh thủ về sớm nha. Thấy ghét dễ sợ luôn á. Biết rồi, tôi đi tôi về sớm, tôi còn mận mâm cúng nữa mà. Thì bà đi đi, bà đứng đây bà bắt chuyện hồi cái là tới chiều á. Quỷ gì vậy trời? Bà ham tâm sự với tôi lắm, tôi biết. Trời ơi trời, chỗ tao muốn quyền mà mày xè cánh bướm chút xíu đụng rồi thấy không? Trời ơi tía ơi, nướng dữ vậy con hả? Trời ơi mình mấy con giờ nó rim hết trơn luôn á tía. Hôm qua đi chuyến xe về kinh khủng thiệt chứ, trong đời trời đất chưa thấy xe nào như xe đó luôn á. Bây giờ tới được bao lâu? Dạ tới tối mùng 2 con đi rồi tía, tại mùng 3 bấm máy phim rồi. Trời đất ơi, mùng 2 mùng 3 là còn Tết mà quay phim vậy? Dạ tại đạo diễn người ta hẹn á tía. Hẹn cái gì? Ở trong Tết quay chưa đã, sao mới có mùng 2 mùng 3 bắt con người ta lên quay nữa? Vừa thôi chứ. Tết nhất mà cho ta nghỉ ngơi được gì chứ. Alo nghe nè anh Tèo. Mày rảnh không Tấm Tàng? Rảnh, mới thức nè. Đi chơi. Đi chơi hả? Đi chơi ở đâu? Cà phê Cô Hồng. Rồi rồi, ok anh. Lẹ nghe. Tía, cho con đi chơi xíu con về ha. Mày dọn nhà cửa xong vừa đi. Dọn dẹp gì nữa tía? Trời đất ơi, Tết nhất cũng phải dọn dẹp nhà cửa, chuồng heo, chuồng gà cũng phải quét dọn sạch sẽ để ăn Tết chứ con. Dạ, con biết rồi. Biết rồi nữa. Nhắc tới biết rồi, ok ok. Mà làm không ra hồn ra vía gì chân á. Thôi biết rồi, mẹ con y hịch nè. Trời đất ơi, nhìn cây mai tao nụ quá trời nụ luôn. Cây mai này mà Tết này trên cái nhà này mà làm ăn mà không khá được thì thôi luôn. Quá lắm. Ông Tư ơi. Dạ. Ra phụ tôi cái coi, trời đất ơi nặng quá. Đợi xíu đi. Nặng. Nặng chết màu rồi, kêu sách phụ rồi, đợi chút, đợi chút. Ủa, mua gì dữ thần ôn vậy? Thì mua đồ cũng ông Táo chứ gì dữ. Rồi có mua đồ của ba người chạy không? Đầy đủ hết, ông yên tâm. Trời ơi, nghĩ cũng lẹ thật chứ. Mới cái đợp đây nè, rồi giờ tới tên Táo nữa rồi. Lẹ quá. Ai, cầu cho năm cũ qua đi, thì năm mới lại về. Bà nói chuyện trước quớt không? Bà khỏi cần cầu, thì năm cũ cũng qua đi thôi. Ông sao? Tự nhiên người ta cầu chưa hết, đang suy nghĩ cầu tiếp, cái ông nhảy vô họng tôi ngồi rồi. Rồi bà cầu thêm gì nữa? Nói nghe coi. Ừ, thì cầu cho gia đạo mình bình an nè ha. Rồi mình dồi dào sức khỏe, rồi tiền lộc vô đầy nhà. Tôi nói bà nghe nè, cầu thì cầu thôi, nhưng phải làm thì mới có ăn. Giống như kiểu là có tập thể dục thì mới có sức khỏe, có tích nhân tích đức thì mới có phúc có lộc mà hưởng. Chứ làm biến lấy gì đâu mà có lộc mà hưởng, đúng không? Rồi biết rồi, thôi thôi xách vô giùm tôi đi. Ừ à, xách cho. Trời ơi, ông biết không, tao nói bữa nay chợ Tết nó vui như Tết. Bà này tức quốc hoài, chợ Tết mà không vui khi nào vui. Thôi gì không. Tấm Đạn hổng qua, rớt một tay rồi. Cái thằng gì đâu, ba ngày Tết mới được gặp nhau mà nó ra cũng không được nữa. Ừ, mày hay quá. Mày thử qua bển làm con chú hai đều biết mày. Thôi mẹ ơi, tao thấy á là ba thằng chơi với nhau cũng được rồi. Chia đi. Đâu có được. Trà tam, rượu tứ, đánh bài cũng như uống rượu vậy đó. Rớt một tay là coi như ngựa mất cương, sao đánh. Cũng đúng. Mà giờ cũng mấy cò thì không được rồi. Nó sợ nhái như sợ cọp vậy á. Còn Tấm Đạt thì ở nhà mắc mày heo cho heo ăn rồi. Bà Lít đâu?
Nó bây giờ nó bận đi giao tôm rồi. Tết nhất nó đi kiếm tiền chứ ai rảnh như tụi mình đâu. Có rồi. Em còn ba người chạy của em nè, có đúng không? Ừ, đúng rồi nè. Cảm ơn anh nha. Em em thấy Tết năm nay vui không? Sao mà vui? Thì mình có gia đình nhỏ nè, gia đình mình ấm cúng hạnh phúc vui vẻ. Năm nào mà không ấm cúng anh ấy quá. Sao năm mấy năm trước đâu có em, năm nay có em anh có luôn cục nợ của cuộc đời anh. Rồi sao tự nhiên nó học thói của ai mình định dữ vậy? Mà anh, anh đem nếp qua cho tí má chưa? Anh đem từ sớm rồi em. Trời ơi, bên tí má cũng nôn Tết lắm luôn á. Vậy hả? Tết mà ai cũng nôn hết trơn á. À. Em sao vậy? Còn con nó đạp không? Trời, hư lên tóc tóc. Không phải, em tê chân quá. Thôi vậy em vô trong nghỉ đi, để anh làm cho. Anh làm được không? Chuyện nhỏ. Kính chúc mưa nhà hương mùa xuân ơi, xuân xuân ơi xuân đã. Ông đi đâu vậy? Trời ơi, bữa nay sao vợ tôi đẹp quá. Tôi đi qua bên nhà anh Tư chút xíu. Nay bà đặt cười gian, còn khen tôi đẹp nữa. Sao? Nhà bếp dọn chưa? Rồi. Sạch sẽ, không còn một vết ố. Tôi đi ha. Ai? Chuồng gà. Xong. Chuồng vịt. Rồi, sớm vậy làm rồi. Chuồng gà xong, chuồng heo xong, chuồng vịt xong, chuồng ngỗng xong, chuồng chó xong. Xong hết rồi, tôi đi ha. Đứng lại. Đi qua nhà ai? Nó mới nói xong, qua nhà anh Tư đánh cờ. Ông bị gì vậy? Nay chuẩn bị Tết nhất tới nơi rồi. Anh Tư anh bận biết bao nhiêu là công việc. Hơi đâu mà rảnh mà cờ bạc với ông. Sao bà nhiều lý do lý trấu quá. Mấy bữa nay ở nhà bà đì tôi, bà bắt tôi làm đủ thứ hết trơn hết trội. Cho tôi đi chơi chút xíu cũng không cho nữa. Đàn ông con trai làm có chút xíu việc nhà càm ràm hoài. Thôi cha đi nha, mai ở nhà ha nha. Vậy đi chút thôi nghe. Chưa bao giờ mà tôi thấy bà đẹp như bây giờ. Thôi đi nha. Quỷ hả? Ủa anh hai, bây giờ có vừa thứ quán gặp anh mừng quá vậy. Mày đâu đây? Em đi uống cà phê. Ủa Tết cũng rảnh quá hả? Không dám rảnh đâu anh. Trời đất ơi, canh me uống ly cà phê được tượng qua tới nay đó. Mấy ngày này em mới bả bám mình như Sam à. Hết chừng này qua chừng kia xị chừng nọ nè. Là chuồng gà, chuồng heo, chuồng vịt phải làm bóng láng mới được đi. Còn chưa đâu, chuẩn bị mấy góc đôn để còn nấu bánh tét nữa. Bà Tư nhà tao cũng vậy. Ừ. Thoát được bả giờ nào mừng giờ đó. Ở nhà bả sai riết như con không đẻ. Nằm có một cái Tết là phải hai ba cái Tết cho anh em mình chắc khùng luôn quá. Thôi vô ngồi bàn với em nha. Dạ. Anh đi. Tới mày đó. Ba sao? Đứng đó mày. Đứng đó. Ba con té. Trời. Có luôn hả? Đi. Con không. Mày chuẩn bị là con mắt mày thứ hai là sẽ quánh. Quánh đi một lỗ rồi con. Ủa cô Hồng đâu mà để cái tốp thanh niên nào ở đâu lại đây cờ bạc vậy? Anh, em nghĩ cái đám chơi chơi á, nó lợi dụng Tết giúp nó cờ bạc nè. Để em lụt cho nó ta. Qua. Đừng manh động. Mình phải để bắt tận tay, xây tận mặt nó mới sợ. Cái số chuẩn bị con mắt mày bên kia nữa, mày nữa nè, mày khỏi chạy với tao. Bảy rồi kìa. Ơi chín nè. 10. Ê tụi bay xứ nào lại đây tổ chức cờ bạc đây hả? Chú ơi, chú bà. Trời thần ơi, thằng Theo hả? Mặt mày mày như hạ bá chú ông, tao nhìn không ra vậy. Thằng Phi hả? Tụi con chưa quýnh bà quẹt lọ hả? Quỷ thần ơi, còn con bé nào đây? Mình hả? À,
trời ơi, con nằm chuồng. Quỷ thần thiên địa ơi, cô cũng bị đặt quýnh bài ăn quẹt lõi nữa đó hả? Em bị ép á. Nó nói em á, không chơi tụi nó không trả tiền em á. Cô Hồng, cô Hồng, chưa chơi xong mà. Chơi cái gì mà chơi? Dẹp. Ủa? Ủa, chị Sư Huy. Chị Tư. Nè ơi, ủa chị đi chợ về đó hả? Ừ, đi chợ về. Trời ơi, chợ Tết chị ơi, đông quá trời đông luôn á. Trời ơi, tôi chen dữ lắm mới ra được đây nè. Thì tôi cũng vậy, nhưng mà sớm mơi tôi đi sớm lắm, thành ra tôi đi chợ về rồi. Ủa, mà giờ chị đi đâu đây? À, nhắc mới nhớ. Hồi sáng ông Tư á, ổng ra vườn, thấy hủ qua ngon quá chèn nè. Rồi ổng hái, ổng kêu tôi đem qua biếu anh chị. Dồn thịt, lần tối nay nấu cũng ông táo. Chàng ơi, khách sáo quá à. Cảm ơn chị nha. Trời, không có gì đâu chị. Cây nhà lá vườn mà. Ngon ghê á. Ủa à, rồi sao chị lo mâm cúng tới đâu rồi? Ừ thì có gì đâu, bánh mứt với lại trái cây rồi con gà để đưa ông táo gì hàng năm vậy mà. À, rồi còn chị, bên chị sắm sửa Tết rồi cũng xong chưa, đủ chưa? Ôi, tao nói lớn tuổi rồi chị, mua cái này quên cái kia, thiếu cái nọ, tao nói tùm lum hết à. Cho nên tôi tính nhờ Tám Mai chở đi mua nữa đó. Công nhận con trai cũng sướng thiệt ha. Ủa vậy sao chị không nhờ anh Tư anh chở đi? Ồ chị ơi, nhắc tới ông Tư nhà tôi á, phát bực. Có nhờ đi chứ, mà hả cái càm ràm lậu bậu qua cái bực bội cái đó, tôi cứ đi bộ vậy không hiểu mấy cò nó chở đi. Thôi vậy thôi, chị xui về lo cơm nước cho tôi, về còn dọn dẹp nhà cửa nữa. Vậy thôi chị xui cũng về ha. À, tôi cũng về chuẩn bị lo cúng kiến đồ nữa. Dạ bữa nào rảnh cái mình đi đi chợ qua nghe chị xui. Đi chứ, bữa nào mình đi ha. Rồi rồi rồi, tôi về nghe chị. Tôi cũng về đây. Dạ chào chị. Nói vậy ông bà nói không có sai, con táo cháu dạ. Hổm rày vợ em ở trên thành phố lo cho cháu nội chảnh á. Mấy nhỏ nó khỏe hết không? Dạ khỏe hết anh. Cháu nội nó lật được rồi, nó bò được rồi, nó giống hệt thằng Tía đó hả? Nó giống cha nó là đúng rồi, bình thường có gì đâu. Ủa còn anh, mấy đứa con anh nó có nói là Tết nhất này nó về đủ hết không? Có 8, còn 6 á. Mùa này công việc ở công ty nó lu bu đâu có sức ra được. Tưởng nó cũng không có về. Trời ơi, tội nghiệp nó ghê không? Nó có công việc nó không về được thôi chứ nó cũng nhớ Tía má lắm á chứ. Cũng có vợ chồng bảy với cóc tới lui cũng đỡ buồn. Ôi, nhắc tới gia đình anh em thấy tủi thân. 6 nó bận rồi còn có 8 rồi còn có 7 rồi cháu nội cóc nữa. Em có móng một à. Ăn Tết đỡ tốn kép. Đoàn bánh tét ăn tới hạ niêu luôn. Tám ơi Tám. Tám ơi. Dạ. Phụ má nghe con. Phụ gì má? Cắm cắm giùm cái bình bông ấy. Dạ. Nè à, của bà xong rồi nè. Ờ để đó. Tôi nói mấy năm có sao nhú ở nhà, nó phụ tôi rớp rẽn cái xong hả? Năm nay có hai chàng trai trẻ phụ bà nè, còn gì nữa. Thì có nói gì đâu. Thì làm vậy rồi nhớ sao nhú rồi nói vậy mà. Má, xong rồi nè má. Trời Phật ơi, mày cấm bông rồi mày nhét bông rồi tao. Tía này. Để tôi sửa lại. Ủa? Cò ba ngựa chạy đâu không thấy? Thời buổi này mà còn cò ba ngựa chạy gì nữa không? Cò ba ngựa chạy tới chừng nào mới tới Thiên Định? Giờ mình phải xài quả tiễn nè, nó mới nhanh. Má biết làm sao không? Tía sợ đưa ông Táo về trời bằng quả tiễn á, nhiều người đưa quá, lên tới đỉnh đó bắn lộn, nổ cháy Thiên Định luôn á. Bà muốn thêm cái gì bà thêm, tên lửa hay là quả tiễn gì cũng được, nhưng mà không có thiếu cái cò ba ngựa chạy của ta được. Đó là truyền thống từ xưa tới giờ của ta rồi. Biết rồi,
Cò bay người chạy tôi có mua kia kìa. Tôi tính giỡn với ông thôi. Giỡn gì? Cũng kiến giỡn gì, có gì vui đâu giỡn. Thì tôi thử coi thử ông phản ứng làm sao. Trời đất ơi, thì không có tôi phải phản ứng gì sao? Biết rồi, ông không chịu tôi đâu có dám thay đổi đâu mà. Rồi, rồi. Giờ ông kiểm tra lại coi nè, coi thiếu đủ cái gì á. Tôi vô tôi rửa tay cái ra rồi cúng. Tám, Tám, vô lấy cò ba người chạy cho má. Dạ, dạ. Dĩ cũng giỡn được hay mà. Ok. Bà này làm gì á? Chết rồi, chết rồi ông ơi. Gì vậy? Chết rồi cái ông cái cò bay người chạy của tôi đâu, ông thấy không? Trời đất ơi, bà cất mà hỏi tôi. Cất cái gì? Thì đem chuẩn bị cúng ông táo để dưới bếp á, mà giờ không thấy đâu mất tiêu rồi. Có kiếm kỹ chưa? Kiếm kỹ rồi. Để ra tự động cho người ta đi. Mày đang giấu giếm, mày đang giỡn không à? Giấu giỡn gì, tôi để dưới bếp chứ có để đâu đâu. Để đó là tính rồi, tới chừng cúng rồi lấy ra. Mà giờ cúng không thấy. Cất đâu một bên, sao mà mất được, tự nhiên mất còn ba người chạy. Sao kỳ vậy ta? Ê, nhái ơi, Bãi ơi. Dạ. Vô, vô má biểu coi, đâu mất tiêu hết rồi. Dạ. Dạ. Ê nè, hai vợ chồng có thấy còn ba người chạy của má đâu không? Dạ không. Má để dưới bếp chuẩn bị cúng ông táo mà quay qua quay lại, còn ba người chạy đâu mất tiêu. Má tìm kỹ chưa? Tìm kỹ rồi, để dưới bếp chứ đâu. Hiểu chứ đâu ta. Ủa hai bay đây gần cốc đâu? Ủa, dạ. Cốc đâu em? Ủa anh giữ mà anh nói gì vậy? Ủa chứ không phải nó đang chơi với em hả? Chứ hồi nào. Quỷ thần ơi, đổ qua đổ lại rồi nhỏ đâu. Trời đất ơi. Con đâu có biết. Con không biết, tưởng đâu đang chơi với vợ con. Đi đi kiếm nó lẹ đi. Kiếm tôi nè. Trời ơi, lỡ nó té hồ té giếng trời chắc chết rồi. Hai cái đứa này. Hai cái đứa này thiệt tình chết. Trời ơi, nó đâu trời. Cốc ơi. Thôi kiếm đi. Có rồi. Hả? Có cháu chưa? Cháu đâu? Nó đâu? Đây nè, nó ôm ba cái cò bay ngựa chạy nó chơi rồi nó ôm trong phòng tôi nó ngủ trong kìa. Có hả? Ngủ trong hả? Trời ơi, làm hết hồn hết vía. Mấy cái đứa này thiệt tình chứ. Tía, chứ thấy con của con đâu không tía? Ngủ trong phòng của tía trong kìa chứ đâu? Ngủ trong á. Mới mốt bỏ cái thật này nha. Đập chết hết à. Vô bưng phụ tôi xuống cúng ông táo nè. Rồi rồi bưng xuống bếp ha. Rồi đi. Tôi là hai lúa, cầu mong ông táo về trời thuận buồm xuôi gió để tấu trình cho gia đình hai lúa. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật.
Hôm nay là ngày 23 đưa ông Táo về trời. Dạ con là Tư Măng, vợ Hai Lúa. Lại ông Táo, xin ông Táo phù hộ cho gia đình con lúc nào cũng thuận hòa, sung túc, bếp núc lúc nào cũng đầy đủ lúa gạo. Tên là Nguyễn Văn Tàn, nghệ danh của con là Thanh Long. Cầu xin ông Táo phù hộ năm mới cho con được phát triển sự nghiệp. Chợ với má nó rồi. Đi lâu chưa chú? Chừng 2 tiếng đồng hồ rồi. Vậy chắc cũng sắp về rồi chú ha. Sao hối hoài vậy đó? Đi chợ với má tới trưa mới về. Kiếm có gì không? Dạ, hôm qua kiếm hai nhái. Đi chợ rồi. Dạ, vậy chắc cũng sắp về hả chú ha. Sao hỏi nữa? Dạ, dạ, xin lỗi chú Tư. Định qua đây xin phép chú Tư cho con chở nhái đi chơi lễ. Ủa lễ gì đi? Dạ, lễ Tết ông Táo. Ngộ ha, bây giờ Tết ông Táo cũng là cái lễ tôi phải đi chơi đó ha. Thì xin chở nhái đi chợ Tết đó chú. Chợ Tết? Dạ. Ừ, thôi vậy mình đợi đi. Chờ nó đi. Dạ. Ê, chú Tư. Vừa kêu tôi ê luôn mày. Đi xích lô à? Dạ không có. Chú Tư. Ê. Chú Tư đi đâu vậy? Đi cà phê. Rồi còn con. Thì mày cứ ngồi đó mày đợi nó đi. Nhưng mà chú Tư đi, chú Tư khóa cửa, còn con sao? Thì tao khóa cửa vậy đó, nhưng mà ngồi đây mày chờ nè. Rồi sẵn nó giữ giường tao nghe không? Cũng năm rồi, nhà đưa ông Táo này. Mình qua gặp phía ếp, xin chở nhái đi chơi. Còn năm nay anh làm gì ngồi cười tủm tỉm vậy? À, đâu có gì đâu. Qua cúng lẹ này rồi đi ngủ. À. Đi đâu ạ? À? Lên xã một chút. Ủa sao không kêu bấy cò chở không đi? Trời đất ơi, có dặn hôm qua rồi đó. Bây giờ này chưa thấy mặt mũi gì hết trơn. Có khi nào nó quên không? Hay ông gọi điện nó thử coi. Bấy hả? Dạ nghe tía. Ủa? Sao qua hứa bữa nay qua chở tía đi công chuyện? Giờ này không thấy mặt mày chân vậy? Không có hứa anh tía. Trời đất ơi, đi chờ từ sáng tới giờ có thấy đâu. Ý, quên, con chờ, đang chở vợ con đi khắp thai tía ơi. Vậy đó hả? Dạ, con tía thông cảm con nghe ha. Ừ, thôi làm đi. Dạ. Sao rồi ông? Nó chở nhái đi khám thai rồi. Vậy hả? Hay ông kêu trưởng ban của ông á, chở ông đi đỡ đi.
thì chắc vậy thôi chứ người đâu nữa. Ôi giời. Ai 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 tèo đẹp trai mà ê quá chừng. Ai 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 chơi đi chơi một chút coi nào. Chú hai. Trời ơi lâu quá thấy chú kiếm con kìa. Thì có công việc tao mới kiếm mày nhờ mày chở đi chứ. Ủa sao bình thường thấy bãi cò hay chở chú mà. Bãi cò đi công chuyện đó rồi. Chớ trời cho ngày nào bãi cò cũng mắc công chuyện. Rằng con chở hoài hoài luôn. Tao cũng tính mua chiếc xe để chạy tới chạy lui. Chú tính mua xe hả? Ừ. Đúng rồi. Mình có chiếc xe cái mình đi đâu cũng tiện nhân á. Cái chiều chiều rảnh rảnh cái chú hai chở thím hai đi hóng mát xẻo lá rồi này kia cũng được. Ủa tao mua xe mày không sợ mất máu hả? Sợ sao không trời. Con sợ mất máu còn chết á. Thôi kệ đi, mình mất mối này cái mới mối ông trời cũng cho mình mối khác liền à. Biết suy nghĩ gì cũng tốt. Hả? Vậy mày sửa xe á, coi cái chiếc xe nào còn được được đó, giới thiệu tao mua một chiếc đi, tao cho tiền cà phê. Ờ thế á, mời chú hai tính mua xe cũ hay xe mới? Chắc mua xe cũ thôi, xe mới mất tiền quá mày. À, thôi cũng được. Mà chú hai tính mua cỡ nhiêu? Xe cũ cũ cỡ nhiêu tiền? Đủ thứ giá hết á. 2 triệu cũng có nè, mà 20 triệu cũng có nữa nha. Vậy mua xe cỡ 10 mấy triệu đi, cho nó êm. 10 mấy triệu hả? Có không? Chắc có á. Mà chú tính mua xe tay ga hay là xe số thứ con vậy? Thì lựa xe nào mà dễ chạy nè, còn mới nè, bền nè, rẻ tiền nè, là được. Yêu cầu khó dữ à. Trời ơi. Ừ. Được rồi, cái vụ này chú hai để con tính cho. Dạ. Yeah. Sao anh trai? Cái xe này máy móc thì còn ngon nha. Mà có cái 4 tháng sau hơi mòn chút đỉnh. Tôi cũng định thay bữa giờ á. Mà tại bận công chuyện quá, chưa thời gian thay nữa. Anh à. Sao anh? Thấy mặt anh lạ lạ, làm như tới đây chơi hay là thăm bà con vậy đúng không? Tôi có người bà con gần đây nè. Nay sẵn tiện đi ngang á, nên ghé thăm. Anh đàn ông trai chạy xe gì mà kỹ thì ớn. Xe còn mới cáo luôn nè tao ơi. Trời nhiều khi mua vậy chạy đâu có nhiêu đâu. Nhiều khi để nhà chùm mền nữa. Ôi đất ơi. Kỹ đến mức mà mấy con ốc này là còn sáng trưng luôn á. Kiểu này là chưa có đụng vít hay chìa khóa gì vô đúng không? Tôi mới vừa túi nó lại á, cho nó mới ken xà beng luôn đó. Dữ dằn tao ơi. Alo, tao nghe nè. Tao biết rồi, có gì bán xe xong á thì tao đưa tiền cho. Bán xe mà mày làm như bán rau không bằng á, mà muốn bán là bán hả? Ừ, tao biết rồi. Vậy nha. Anh à. Ừ? Mày tính bán chiếc xe à? Ừ, tôi định bán con xe này á, tôi mua con khác ngon hơn. Ủa hả? Xe còn cứng khử nha. Tại ghiền con khác quá. Bán thì không, tôi là tôi có người ta tính kiếm xe mua á, bán tôi giới thiệu cho. Hay là ông giới thiệu đi, có gì bán được á thì tôi gửi tiền cà phê cho. Dạ. Yeah. Ừ. Chú hai coi nè, xe xịn lắm luôn á. Đó, hiểu không, hiểu không? Nhanh nè, đó, xin nhanh qua trái qua phải nè, đó. Yeah. Ngon thiệt không mày? Tao tin tưởng tay nghề mày nghe tèo. Trời ơi. Thử xuống xe ở đây sao không tin được. Có cái gì mà máy móc đồ này kia mà không đàng hoàng hả? Chú hai qua kiếm con, cạo đầu con cũng chịu nữa. Thôi vậy vô này uống nước thì tính tiền luôn. Dạ. Uống nước đi. Dạ. Xe chính chủ không con? Dạ, xe chính chủ 100% luôn đó chú. À, đây, tiền nè, cô gửi con. Dạ. Dạ, đủ cô ha. À. À. Đây, con gửi cho cô chú cái cà phê xe. Dạ đây. Ủa, vậy thôi chứ không cần đi công chứng gì hả con? Ừ, cô chú cầm cà phê xe nè là chạy được rồi.
Nhưng nếu như cô chú mà muốn đi công chứng á, để ngày mai con ghé lại. Rồi con với cô chú đi công chứng luôn. Chứ hôm nay cuối tuần á, đâu có ai làm việc đâu. Ngày mai qua nghe. Dạ, chắc chắn là mai con ghé rồi. Thôi, con xong việc rồi, con xin phép cô chú, con đi về trước. Ê, để tôi chở ông vậy. Về trước rồi chú thứ hai. Cảm ơn mày nha Tèo. Dạ. Tèo uống miếng nước nè con. Thôi thôi uống rồi, lát quay lại uống nữa. Thôi cô chủ con đi. Về nha. Xe chạy êm không? Quá êm luôn. Qua mới chạy thử rồi. Không ăn xăng luôn con. Thôi, nếu mà xe êm gì nè, chắc con kêu anh Tèo kiếm giùm con chiếc quá. Chi vậy? Thì để con lên Sài Gòn chạy tới chạy lui, con chạy đi học. Thôi, đi xe buýt đi, cho nó đỡ ô nhiễm môi trường giùm cái. Tía thiệt luôn á. Cưng xe dữ hen. Cứng không cứng trời. Lao chùi riết à. Chùi vừa vừa thôi chứ chùi lao quá tróc hết sơn à. Đi xe nó phải kỹ vậy nè, nó lao chùi hàng ngày cho nó bóng hơi vậy đó. Nó mới bền vững đi cho nó lâu. Làm đồng tiền mà bỏ ra mua xe nó cực lắm, phải kỹ chứ. Đâu hả? Chợ. Lên đi chở cho đi. Được không đó? Chế thôi đi bộ đi. Hỏi lại tôi một lần nữa thử đi. Đi không? Đi chứ ngu gì không đi. Đi lên lên. Từ, đừng nói là nó ngay cho nó đúng cái luật giao thông đã chứ. Chờ chút. Chờ cái kiếm đây. Chạy xe mới rồi phải đeo kiếm mới. Chờ chút nghe không? Lên chưa? Rồi, lên. Tay đâu? Bắt giữ cái vỏ. Còn tay kia đâu? Không ôm ngang eo hết rồi lọt ráng chịu à. Chứ nhớ một lần thường ngày bà lẹ tay lắm mà sao nay chậm vậy ha. Biết rồi, ôm nè. Rồi chở đi có chở về không vậy? Nó hên xui à. Hỏi trước cái đó không có trả lời, tài xế không có trả lời câu đó được. Vậy là bỏ giữa chợ luôn ha. Chưa biết à. Chắc nha. Rồi chắc rồi. Rồi đi đi. Ủa anh Tèo, mấy này không qua bán cua hồng nữa hả? Ừ. Kêu cổ làm đem qua đây, chứ tao qua bển người bỏ tiệm ai coi mày. Dạo này con người ta chí thú làm ăn dữ ha. Chứ làm sao, thấy anh em đồng trang lứa ai cũng có công danh sự nghiệp rồi, tao cũng phải cố gắng cho mày. Hẹt chi, mấy nay nghe tía em kể á, dạo này làm ăn vô mánh như lắm không, giới thiệu được mấy chiếc xe luôn. Cũng nhờ bà con người ta thương mày ơi. Thôi kệ đi, làm gì đàng hoàng tử tế được thì mình làm thôi, kiếm tiền mà. Anh Tèo, anh coi có chiếc xe cũ nào mà máy chạy còn êm không, giới thiệu cho em chiếc đi. Có à nghe. Hôm bữa có khách người ta đem tới đây ta sửa chiếc xe nè. Ta thấy chiếc xe đó cũng im lắm nha. Xe tay ga đàng hoàng, mà máy còn cứng cừ à. Ồ, vậy đó hả? Giờ mày chịu rồi, tao kêu người ta đem qua đây cho mày coi. Kêu đi. Bảo đảm cái màu mày thích luôn. Màu gì? Hường cánh sen. Trời đất ơi, màu hường cánh sen sao tôi chạy được ông? Cái gì? Không có màu đó hả? Màu khác đi. Khó gì người ta. Ê, có một chiếc cũng cỡ cỡ vậy đó. Giống vậy luôn mà màu nhu hơn. Màu gì? Màu tím hoa cà. Trời đất ơi, cái màu đó còn ghê hơn cái màu hường nữa. Nghĩ sao vậy? Thôi kỳ vậy. Tao nhớ hồi xưa chơi với mày là mày khoái mấy màu đó lắm hả? Hồi xưa lúc còn nhỏ khác, bây giờ lớn rồi khác.
nghĩ sao tôi ra đường còn chảy mấy màu đó được. Nhưng mà cái màu đâu có quan trọng, quan trọng là cái máy còn ngon không, có xịn không, chạy có bền không, không hao xăng đường này kia. Nói chung là bây giờ á, ông tìm cái màu với cái dáng nào mà cho nó men men, nhìn nó phong độ xíu á. Ừ à, để kiếm cho. Mà xe hiệu gì cũng được ha. Hiệu gì cũng được hết đó. Lâu quá không có chạy xe. Giờ chạy là ta lấy con cứng khừ chứ. Từ hồi mua xe tới giờ thấy cũng thoải mái nha. Muốn đi đâu xách xe chạy cái ào cái xong à. Khỏi nhờ giả mấy nhỏ. Mỗi lần mà nhờ nó mất công. Mặt lớn mặt nhỏ mệt mấy ngày quá. Ai điện thoại gì trời đất ơi. Chạy xe giờ không nhìn đường gì hết vậy. Xin lỗi chị Ngang. Bị cái điện thoại nó rung. Chạy xe mà còn nghe điện thoại. Cái gì không chị? Điện xe gì? À, khoan. Sao? Anh đứng lại để cho tôi coi cái xe chút xíu nha. À, muốn ngắm xe mới phải không? Mới mua. Nè, đây cho coi chút đó. Đẹp không? À. Sao nó giống xe của tôi quá à? Bảy à. Nói câu đó nghe không vui à. Xe mới mua có giấy tờ đàng hoàng đó. Nhìn kỹ nó giống thiệt đó. Bảy xe thì giống xe chứ. Cái hiệu xe này thì nó giống nhiều chiếc chứ đâu phải một chiếc đâu. Ông anh có thể lên nổ máy xe cho tôi nghe được không? Dễ ợt đấy. Trời ơi, tưởng chuyện gì. Con cháu nó sửa xe mà. Đây nè. Giống thiệt đó nha. Xe giống xe nè. Nè. Đúng rồi. Xe này là xe của tôi. Bậy ngang. Bằng chứng nào mà chị nói xe này là xe của chị? Tiếng máy xe này chắc chắn là xe của tôi. Trời đất ơi. Tiếng máy xe thì xe nào nó nổ cũng giống xe nào chứ. Xe của tôi mới mất hồi tháng trước. Mất hồi tháng trước mà xe này ta mới mua đây. Mà chị nói gì kỳ vậy? Đừng có làm bộ nghe, gài độ chận xe tôi lại đừng cướp xe hay gì. Ăn cướp á, là ông á. Chị ăn nói cho đàng hoàng nghe, ai ăn cướp xe của chị. Chị ăn nói cái kiểu đó là tôi không có nhịn chị nghe. Nếu ông nói là xe của ông. Ừ. Ông có dám đi lên xã để xác minh với tôi không? Đi liền bây giờ nè. Đi với tôi đi. Đi. Xe của người ta mới mua giấy tờ đàng hoàng đi. Đi với tôi. Sao giờ không biết thôi. Má. Ơi. Mày làm ơn mày ngồi chỗ giùm má đi. Má chóng mặt quá rồi đây nè. Con lo cho tía quá à, má ơi. Không biết tía chảnh sao rồi nữa. Hay là con chạy lên chảnh nghe má. Thôi lên chảnh chi. Sao chú? Phải xe của tôi không? Hai ông bà nên bình tĩnh. Chúng tôi đã xác minh chiếc xe này đúng là chiếc xe trộm cắp. Thấy chưa? Tôi nói xe của tôi mà. Ông anh còn gì để nói không? Trời ơi, sao tôi mua đàng hoàng, có giấy tờ đàng hoàng mà. Đây là giấy tờ giả. Anh mua xe ở đâu? Thì cũng có người giới thiệu cho tôi mua. Tại sao anh mua xe mà không ra công chứng ký tên? Tôi có kêu nó ra công chứng, nhưng mà bữa đó chủ nhật nó hẹn cho tôi thứ hai. Rồi 2-3 ngày nay xong thấy nó tới. Bọn này rất là ranh ma. Chú ơi, vậy chừng nào tôi mới lấy xe về được? Chị ra ngoài làm thủ tục nhận xe về đi. Còn tôi sao? Mất tiền mất xe luôn hả? Trường hợp của anh là bị hại. Cơ quan công an đang tích cực điều tra để thu hồi tài sản trả lại. Bây giờ tôi phải chờ hả? Nhưng mà tụi tôi khuyên anh nên là cẩn thận. Nếu muốn mua món gì thì phải ra công chứng ký tên. Thiệt tình. Không có về. Anh còn nhớ mặt mũi bọn bán xe cho anh như thế nào không? Trời đất ơi, bây giờ thằng đó cái mặt đó nó có bị chết cháy thành tro bụi. Tôi vẫn nhớ đàng hoàng. Anh phải giúp tụi tôi là nhận dạng. Để tôi tiến hành điều tra để bắt tụi tội phạm. Giúp chứ, giúp đặng tôi lấy tiền tôi lợi chứ. Chị ra lập thủ tục để nhận xe về đi. Kìa, tía bà về rồi kìa. Tía. Trời ơi, tía ơi. Tía có sao không tía? Trời ơi, trên đó rồi còn có ai cha khảo thì tía đánh đập gì tía không vậy?
làm gì đánh đập, bực mình vậy thôi, tự nhiên rồi mất tiền à? Nói vậy là xe của bả thiệt hả? Thì xe bả chứ xe ai? Trời đất ơi, công nhận trong đời trời đất con thấy không ai như bà này luôn nha. Mới vừa nghe tiếng xe thôi là biết xe của bả rồi. Công nhận thiệt chứ, bả thính dễ sợ hen. Bả nghe tiếng xe thôi mà bả xác định chắc chắn đó là xe bả. Cũng tại cái thằng ôn dịch vật cái thằng Tèo này nè. Một hay là xe chính chủ, ai về đâu xe ăn cắp của người ta. Bà con lối xóm người ta nghe được, ta cười cho mà thúi đầu. Đúng là tiền mất tật mang. Thôi, cái gì đâu xấu hổ, làm như mình muốn vậy. Vậy rồi bây giờ là mất tiền luôn hả tía? Thì chứ sao không mất tiền? Bây giờ chờ, chờ cho người ta bắt được cái thằng bán xe đó, rồi thu hồi lại có còn tiền không? Rồi có tiền á, rồi kêu mình lên lãnh. Ôi ông ơi, thôi đừng trông nữa. Tiền mà vô tay nó hả? Rồi nó ăn hết mất đất rồi chứ có đỡ đó nó trả lại mình. Nhưng mà cái bà này đó, thì bà cũng biết chuyện, cũng biết điều đó. Bà chi cho mình phân nửa, bà nói coi như người chịu phân nửa cái tiền mua xe đó. Ờ thôi, thôi vậy cũng được tí ơi, lấy được đồng nào hay đồng đó. Rồi nói vậy rồi ông lấy luôn hả? Tôi đâu có chịu nhận đâu, nhưng mà bà ép quá. Mà nói tới tôi tức thằng quỷ Tèo này chứ. Thằng Tèo này mà nó gặp tôi một cái, rồi nó chết với tôi. Con cũng tức nữa nè tía. Khi khổng thì không, cái mất hết mớ tiền vậy. Cũng may mà mình gặp người biết điều á, đỡ phần nào. Chứ không là mất trắng luôn rồi. Anh Tèo, đứng đây. Ra đây. Đi đâu rồi? Tính đi đâu? Đi nấu cơm. Không có nấu cơm nấu nước vậy trơn á. Ra đây đứng nói chuyện phải trái với tôi. Ông nghĩ sao vậy? Ông giới thiệu xe không có chính chủ, xe ăn trộm ăn cắp cho tía tôi. Bây giờ ở trên xã thôi mời tía tôi ở trển á. Tao cũng đâu muốn đâu. Tao cũng bị gạt. Bị gạt cái gì? Ông lớn bộ như nít vậy đó hả? Trời đất ơi, xe không chính chủ mà ông dám nói là chính chủ. Đâu biết đâu. Tại ông khách đó, ông nói chính chủ cái tôi tin chính chủ. Ông làm ơn đi ông Tèo, mai mốt muốn mua bán giới thiệu gì á, mới tìm hiểu kỹ giùm tôi một cái. Thôi mai mốt chắc không dám giới thiệu mấy vụ này nữa quá. Tấm Đạt, không mấy giờ vậy đi. Bữa hổm tao giới thiệu cái ông khách ông có cho tao 1 triệu tiền cà phê á. Giờ để tao vô tao lấy tao trả lại cho chú hai nha. Thôi khỏi đi, tía tôi không có lấy tiền nữa đâu. Mà tía tôi dặn á, mai mốt ra đường gặp tía tôi lộng liệu hồn nghe chưa. Tấm Đạt, làm ơn làm phước nói chú hai cho tao gửi lời xin lỗi chú hai nhiều. Muốn cái gì á giọt qua bển nói. Tấm Đạt chết rồi. Chú hai. Dạ Tèo. Chú hai cho con xin lỗi chú hai nha. Lỗi gì mày? Thì vụ chiếc xe á, cũng tại con tài lanh tài lẹt, chưa tìm hiểu kỹ nguồn gốc xuất xứ chính chủ hay không, tự nhiên cái làm mai làm mối cho chú hai thứ hai mua, làm chú hai thứ hai mất tiền quan à. Đâu phải lỗi mình mày đâu. Tao cũng có lỗi một phần trong đó. Già đầu còn dại, có cháu ngoại mà còn ngu, nghe lời mấy thằng khùng, thằng điên. Mua xe đó, ăn cắp ăn trộm, rồi mất cả chì lẫn chài. Thôi, đó cũng bài học đó, Tèo ơi. Nhưng mà tao già rồi, còn đi học nữa thì sợ mấy ông bấy cười chê vậy thôi. Có gì? Thôi, chú hai, con xin lỗi mà chú hai đừng nói vậy, con ái nái con khó chịu trong bụng lắm chú hai. Có gì đâu nái mà. Chú hai, dỡ mấy con chuộc lỗi bằng cách là con giới thiệu cho chú hai mua chiếc xe khác nha, đàng hoàng chính chủ, uy tín đàng hoàng luôn nha chú hai. Chú hai mua xe khác đi nha chú hai. Cái gì vậy chú hai? Chú hai cái gì vậy? Tóm lại mày không bị một lần là tao đã tận tới già rồi, mày đứng đưa tao đi đâu nữa hả?
Thôi đứa Tèo ơi, tao không mua xe mua cổ gì chân á. Để dành tiền, để dành đi xe ông đó ôm, để ủng hộ cho mày. Ôi vậy nói vậy là chưa hết giận con à? Giận hờn gì mới, chuyển qua rồi, của đi thay người. Vậy thôi chú Hai đừng mua xe, để con chở chú Hai đi là được rồi. Chú Hai, không mấy giờ con chuộc lỗi là trong một tuần lễ đi. Chú Hai muốn đi đâu cũng được, chừng con chở chú Hai đi miễn phí, không lấy tiền luôn. Không lấy tiền phải không? Dạ. Vậy chở lên thị xã vòng coi. Sao đi thị xã rồi, thôi chú Hai đi vòng vòng xéo lá mình thôi. Tao vòng vòng đây đi hoài à, tao muốn lên thị xã cho nó sáng bữa được không? Đi không? Chở không? Chở. Tèo, qua rồi hả? Kêu qua đây có chuyện gì không? Chuộc lỗi, chuộc lỗi. Lỗi phải gì đâu mà chuộc. Thì bữa hổm mày nhờ tao kiếm mua giùm mày chiếc xe đó. Có rồi. Đâu? Nè. Đâu? Nè, đó. Đó thấy không? Ồ, chiếc xe này tao kiểm tra rồi luôn á. Cúng khừ luôn. Máy móc còn mới luôn á. Đẹp ha? À, cũng đẹp ha. Ừ. Này nghe, xe này là người ta mới mua chưa được bao lâu chân á. Ngặt cái người ta kẹt tiền cho nên tao nói người ta bán lại giá rẻ. Mua đi, đã bao lời luôn á. Nhưng mà ông có chắc là chính chủ không? Tìm hiểu kỹ chưa? Chính chủ luôn á. Tao mua xe cho mày là tao phải kiểm tra nè, máy móc nè, rồi biển số, rồi khung sườn, rồi xuất xứ, rồi giấy tờ rồi này kia. Tao kêu người ta phải đưa giấy tờ xe cho tao kiểm tra đàng hoàng. Chính chủ. Thôi 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 thôi, tôi lại ông đi ông Tèo. Tôi sợ hai cái từ chính chủ xe của ông Tèo lắm rồi đó. Ha? Không, cái này chính chủ thiệt. Mua cho mày là tao kiếm chiếc xe này khó lắm luôn á. Tao không lấy quà hồng, không lấy tiền cà phê luôn. Thôi 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 thôi, cảm ơn. Giờ hết muốn mua rồi. Thôi, ê. Nhưng mà tao lỡ hứa với người ta mua chiếc xe này cho mày, giờ không mua còn sao? Lỡ hứa rồi hả? Ông thân với bà Lích phải không? Qua giới thiệu cho bà Lích nó mua. Ha? Tính đàn. Tấm đàn mua đi, kiếm xe cực lắm tấm đàn. Ăn đi con. Cảm ơn bà ngoại. Trời ơi. Bà ngoại ơi. Hử? Con thèm thịt vịt quá. Tại cũng lâu rồi, nhà mình cũng chưa có ăn. Thôi. Ăn hột vịt đi, thịt vịt mắc lắm á. Thì mình mua nguyên con nó mới mắc. Chứ mua nửa con hoặc 1/4 con thì đâu có mắc gì đâu anh hai. Thôi, có gì ăn nấy đi. Ruộng chuyện đòi hỏi lum la. Thôi ăn đi con. À bà ngoại ơi, cô giáo mới nhắc đóng tiền trường á đó ngoại. Chừng nào con? Dạ, mốt là hạn chót rồi. Bộ không có thư thư được ít bữa nữa hả? Dạ không. Mấy đứa bạn của em nó đóng hết trơn rồi. Cậu có mình em. Thôi, được rồi. Để mời anh hai đưa tiền cho ngoại vô trường đóng cho. Dạ. Thôi ăn cơm đi con. Mời ngoại đi đóng tiền cho. Dạ. Ba, bốn, năm. Kiết kìa, công việc nó áp lực kìa. Suối ngày đối mặt với tiền bạc kiết kìa. Đó, mình trở nên một cái chiếc. Lết. Cái gì? Trời ơi, mười mấy trời. Cỡ gài làm ăn được không mày? Cũng đỡ. Bà Lết, mày có tiền không cho tao mượn đỡ triệu ít bữa trả cho. Mày có quẹt không? Không. Gì à? Cho tao mượn đi, tao đốt hồng long ơi. Mày nghĩ sao vậy? Cái vựa tôm tao sáng tao chưa căng được con nào luôn, mày lại đây mày mượn tiền. Mày thông cảm cho tao đi, tại đang gấp mày ơi. Mà mày mượn tiền làm gì? Bữa nay hạn chót luôn, tiền học cho con bé An nè. Xây tiền chưa đủ nên tính mượn mày đỡ ít bữa trả. Mượn tiền cho bé An đi học hả? Ừ. Thank you.
anh em bạn bè thân thiết lắm á, tao thương bé An tao mới cho mượn nha, người khác là tao đọc rồi đó. Sáng chưa làm ăn. Thôi chịu thôi. Đừng có nói quên nữa rồi nè. Ở đây có hai tờ nè cho nó nhanh. Thiệt á, tao làm bạn mày không sai ba lít. Cho tao mượn ít bữa tao gom tiền tao kiếm tao trả lại liền nha. Trời có làm sao đâu, anh em mà chừng nào có đưa tao cũng được. Không đâu được, tao phải gán là kiếm tiền, mượn là phải trả. Hai ngày đi, mày đợi tao hai bữa là tao có đem tiền qua trả mày liền. Thôi ông, hai ngày rồi mày nhắm có không, rồi mất uy tín với tao nữa. Chắc không mày, hai bữa nữa là lái tao vô người ta buôn bả chuối rồi có tiền trả mày. Tao hứa là quân tử nhất ngôn á, uy tín đàng hoàng. Ờ hứa có nha, chứ không thôi để tao ăn chuối ngán lắm á. Ngoài ngoài. Uống miếng nước đi ngoại. Ngoại. Ngoại cầm tiền này mai lên trường đóng cho bé An giùm con nha. Tội nghiệp con nhỏ. Đi học gì mà cứ là người đóng tiền cuối cùng không à. Cũng tại con. Làm anh hai có đứa em lo cũng không nổi. Nếu ngoại không có bệnh rề rề thì con đâu có nặng gánh như vậy. Ngoại. Ngoại đừng nói vậy. Giờ ngoại lớn tuổi rồi. Con là người đàn ông duy nhất trong cái nhà này. Con phải lo cho ngoại, lo cho em chứ. Con cứ lo cho bé An cho thật tốt là ngoại vui rồi. Đừng có lo cho ngoại. Không được. Con phải lo cho cả nhà mình luôn. Thôi, để ngoại vô trong cất tiền cái đã. Để con đưa ngoại vô. Ủa, có mấy con cá à trời. Vậy ai ăn ai nhịn không biết. Tiền này ai làm rớt ta? Hơn giờ đem lên trình ủy ban đặng ta thông báo ai làm rớt cứ xin lỗi đi. Cái cặp con bé An đã cũng mềm rồi, đã vậy dây kéo lại bị xước ra, há mồm há mỏ phải lấy kim tây gài lại. Ngoại nhìn mà ngoại xót lắm. Ngoài đừng lo nữa, tiền gán để dành tiền mua cặp mới cho em con. Mình đem tiền này lên trên ủy ban mà không ai tới nhận thì sao ta? Nhiều khi tiền này không phải của ai làm được đâu. Nhiều khi ông trộm thấy mình kẹt quá, ông giúp đỡ, ông cho mình mượn, mình xây sở đỡ. Đúng rồi đó, chắc là này của trời cho mình mượn nè. Cái mai mốt mình làm có tiền, mình giàu cái mình đi làm từ thiện, mình giúp đỡ người ta mình trả lại. Cây đi, coi như của trời cho. Mình thiếu ba lít 1 triệu, giờ đem nhiêu đây trả cho nó còn dư được chút đỉnh nữa. Tiền thiếu của ba lít á, chưa có tới hạn trả. Mới mốt mình băng chuối mình trả lại cho nó. Còn nhiêu đây, đem về mua cái cặp cho bé An nè, mua vịt cho bé An ăn ngon bữa nè, mua thuốc cho bà ngoại nữa. Đúng rồi,
này là của trời cho, chứ không phải của anh làm rớt đâu. Đó rồi, làm cái cho ấm người nè. Đó vô. Đó làm miếng thịt thịt đi hả. Đó cho cái đùi ngon không, nóng hổi luôn á. Xong rồi. Trời ơi ngon quá. Ê gì, bữa nay mày làm gì mà mày tốt cho tao, mày mua vịt mua mồi tới giữa tao nhậu vậy? Bình thường hả, tại thấy lâu quá không nhậu mày mua mồi rủ mày nhậu chơi. Mua phải không? Mua. À mua rồi vô. Vô đó. Vô. Ê nói thì nói còn thiếu tao 1 triệu nha. Vậy chứ tao có quên đâu. Ủa vậy sao có tiền mua vịt rồi không mua trả tao đi? Cho ăn cục bự luôn á. Đó. Em cảm ơn anh Hai. Ngoại ăn miếng thịt đi ngoại. Này anh Hai chơi sang dữ ghê á. Mua nguyên con vịt luôn. Kệ, ăn chó đã. Mà nè. Dạ. Nhà có 3 người à, con mua nhiều quá ăn sao hết. Dạ kệ đi ngoại. Ngoại đừng có lo, con hết cho. Món này là con thèm mấy ngày nay rồi. Dạ bầy. Ê ê ê, từ từ thôi, có ai dành đâu ăn dữ vậy, mắc nghẹn ăn vợ. Mà nè, tiền ở đâu mà con mua vịt rồi lại mua cặp mới cho em nữa? Của trời cho ngoại. Là sao? Là con lụm tiền á. Hả? Lụm? Lụm ở đâu? Ngoài đường á. Bao nhiêu? 1.3 triệu lần á. Hả? Sao ngoài ngạc nhiên vậy? Có phải là 2 tờ 500 rồi 1 tờ 200 với mấy đồng tiền lẻ, có cục sợi dây thun nữa, có đúng không? Sao ngoài biết? Hay à? Tiền của ngoại đó. Cái gì? Coi thằng Tèo đưa 1 triệu mình 2, 2, 4, 6, 8, 10 vậy là mình đã dành được 300 đóng tiền học cho bé ăn 1 triệu, còn 300 mua cái cặp cho nó được rồi. Tội nghiệp con nhỏ. Đếm tiền ở đây mà. Trời ơi, ở đâu? Làm sao bây giờ? Rớt ở đâu trời ơi? Ngoại không biết ngoại làm rớt khúc nào nữa, nên ngoại kiếm cùng hết mà không thấy. Ngoại sợ con biết rồi con lo, nên ngoại đi tới nhà chú thím hai lúa, ngoại mượn. Dạ, đây này thím Tư. Dạ. Thím cầm về đóng tiền học cho ông bé An đi. Dạ, cảm ơn thím Hai nhiều lắm. Có gì đâu mà thím cảm ơn. Dạ, vậy thôi xin phép thím tôi về đóng tiền liền cho nó nghe thím. Dạ. Dạ, tôi về nghe thím Hai. Dạ, thím Tư về. Dạ. Vậy là con lụm tiền của mình đó ngoài. Sao ngoại làm gớt mà không cho con hay? Còn bao nhiêu đâu đâu, đưa đây cho ngoại. Trời đất, sao còn có nhiêu đây à? Dạ, tại con tưởng đâu có thêm tiền. Cái sách con đi mua vịt cho bé An, mua cặp đi học cho bé An, mua mồi rủ 1 3 lít nhậu, đổ xăng, mua giấy số, lắm trơn. Vậy là vậy chi trước sao? Mình thiếu người ta 2 triệu lận hả? Ai biểu anh Hai tham làm chi?
Phải mà về nói sớm với ngoài thì đâu xảy ra vậy. Em còn nói nữa, em không đòi mấy này, anh hai cũng đâu nghĩ tới mấy chuyện đó trời. Không nhận vậy sao em có dịch em ăn, em có cặp mới em đi học. Không có ăn nữa, bữa nay ăn nhiêu đây được rồi. Nguyên con vịt này là phải để ăn ngày mơi, ngày mốt, ngày kia 4, 5, 6, 7 bữa luôn. Anh hai. Mơi ăn tiếp đi con. Dạ, thưa chú hai, thưa thím hai. Cái vụ bữa hôm ngoại con qua mượn tiền chú thím á, để thư thư ít bữa con kiếm tiền con trả chú thím hai nha. Ờ được rồi, không sao đâu, cứ từ từ, chừng nào có trả cũng được, đừng có lo. Dạ. Tao nghĩ mày cũng hay tèo, mày giỏi à, thông minh chứ. Lụm được tiền cái đi ăn mừng điện liên quan được ha. Mà tiền của mình mà ăn mừng vậy. Chú hai, tại con lỡ dạy có một lần chú đừng cừu chọc quê con nữa chú hai. Cái đó tao khen mày chứ chọc quê gì. Tại lúc đó cái đói quá, cái thấy tiền cái mợn mắt, cái lỡ dạy lụm tiền em về. Xong rồi cái cuối cùng con thành nợ hai đầu luôn. Cái đó không phải mợn mắt đâu, cái đó cứ bằng tham đó. Tham là thâm á, lòng tham không đáy á. Lụm được tiền cái ăn mừng liên quan, rủ bạn bè rồi đi nhậu quằn mỏ cười hí hí rồi ha, tưởng ngon rồi ai nhè đâu tiền của mình. Bởi chứ mày lụm được tiền đó thì mày đi kiếm cái người làm rớt đó mày trả lại, thì mày kiếm ngay bà ngoại mày rồi. Tại thôi chú hai ơi, con lỡ dạy có chút xíu rồi, chú hai đừng nhắc nữa, nhắc riết xấu hổ cũng không biết giấu mặt vô đâu luôn á. Không biết chỗ giấu hả, tao chỉ cho. Chú hai, thím hai, mà chú thím hứa là thư thư cho con ít bữa để con gán con kiếm tiền con trả lại cho nghe. Ủa, mày tính chừng nào mình lụm được tiền nữa mới trả tao hả? Thôi thằng ơi, thôi, từ đây trở về sau là con phải làm ăn chân chính, con kiếm tiền đàng hoàng, không có lụm nữa đâu. Chắc không? Chắc. Ủa, tiền ai rớt vậy ta? Đâu. Trong lòng mày chưa có trong sạch được, cái linh hồn mày nó còn tham lắm, đau liền. Chú hai chồng con á, không có gì đâu. Con làm rớt gì hả? Dạ không có. Có sao dụm kiếm gì hả? Dạ con coi có ai làm rớt tiền không con lượm. Trời đất ơi, tiền ra ai làm rớt đâu con lượm con. Tính bắt trước anh hai con hả? Dạ thì lỡ có người ta làm rớt thì sao ông hai? Lỡ mà gặp người ta làm rớt tiền đó phải không? Thì mình lượm, mình trả lại cho người ta, chứ không được lấy là xấu, biết không? Nhưng mà mình lụm chứ đâu phải mình ăn cắp gì đâu. Lụm cũng vậy luôn, thì mình kiếm cái người làm rớt đó, mình đem mình trả lại cho người ta. Dạ, vậy là mình lụm mình phải trả lại cho người ta đúng không hai? Đúng rồi, bây giờ ông hai hỏi con nè. Bây giờ con lỡ làm rớt tiền mà người ta lụm được đó, người ta xài luôn, con mất, con có buồn không? Dạ con buồn chứ. Ừ, thì ta cũng y như mình vậy đó. Biết đâu đồng tiền đó người ta đem đi đâu. Thí dụ ta đem đi ta đóng viện phí nè, đóng tiền học nè, hoặc là người ta làm cái chuyện gì quan trọng đó mà ta lỡ làm mất, mình lụm được trả lại cho người ta. Còn nếu không có người ta đó thì mình đem vô công an xã mình gửi lên đó, cái mình nói cái tiền này mình lụm nè, chứ mình lụm mình cất mình xài luôn đó là xấu, phải không? Dạ con biết rồi ông hai. Tao nghe nè bà Lít ơi, đang đâu ruột tèo? Đang nhà chứ đâu. Ê, hôm bữa hứa hai bữa trả đó, bữa nay 4 ngày rồi, có tiền chưa? Tính trả nè. Ê nhanh nha, tại tôi còn đem tiền vô trong đầm tôm tôi đặt cọc cho người ta nữa. Biết rồi, tao hứa uy tín mà.
trời, rồi tiền chuối hẹn, rồi tiền nợ đòi, tiền đâu trả đi trời. Biết vậy mà hổm bà Lít nó nói từ từ trả được rồi. Cũng tại cái miệng tài lanh tài lẹ, cứ hai bữa quân tử nhất ngôn. Ủa, đã nói tính trước bữa hôm qua. Dạ tèo nghe chú hai ơi. Sao có tiền trả chưa tổ trưởng? Để hẹn 2 ngày rồi đó nha. Dạ con cái gì? Lớn rồi đó, hứa phải giữ lời nha. Dạ con hứa chú hai, con phải giữ lời mà. Chú hai đang đâu vậy? Dạ dạ, dì để xíu con qua nhà chú hai nha. Dạ dạ dạ, dạ con hứa mà. Dạ. Dạ dạ chú hai yên tâm. Dạ. Trời giờ sao vậy trời? Một mối là nhức đầu lắm rồi. Giờ thành ra 2 mối dí. Có cách rồi. Mời chú hai uống miếng nước trà. Mời ba Lít uống miếng nước trà. Trà uống đã xong. Vô vấn đề đi. Chú hai, từ từ. Cái gì mình cũng phải từ từ. Mấy cái vấn đề tiền bạc nó nhạy cảm lắm. Từ từ mình giải quyết nha chú hai. Thiếu nợ là cứ từ từ không à bác hai ơi. Chú hai. Gì? Hôm bữa con thiếu chú hai 1 triệu đúng không? Thì đúng rồi, sao thấy mặt thấy thế gian vậy? Tính âm mưu gì? Bữa nay trước khi con trả chú hai 1 triệu, chú hai cho con mượn 1 triệu nữa đi. Trời ơi, mày nói cái gì vậy Tèo? Mày kêu chờ ba Lít lên nó trả tiền, mày chưa trả. Bây giờ mày mượn thêm 1 triệu nữa, ở đâu ra? Cỡ 5 phút con trả liền. 5 phút, mình tính hết trơn rồi 5 phút. Mày chắc chưa? Chắc. Có chứng ba Lít nha. Rồi rồi, con canh giờ luôn. Tao đưa 1 triệu, 5 phút trả phải không? Đây, rồi bắt đầu con bấm giờ nè. Đủ rồi. Tiền đưa qua bắt đầu bấm phút. Dạ. Coi như con mới mượn chú hai 1 triệu. Rồi. Ê, không có cho mượn tiền nha. Không, mượn tiền rồi. Bữa hổm tao thiếu mày 1 triệu đúng không? Ừ. Trả mày 1 triệu nè. Trời trời. Trời đất ơi. Ok. Tự nhiên mày mượn tiền tao mày đó mày trả bên đó là sao mày? Từ từ chú hai, chưa hết 5 phút mà. 5 phút có tiền trả chú hai liền. Chờ xíu. Ba Lít. Ừ? Bữa hôm tao hứa tao trả tiền cho mày thì tao trả rồi. Ừ? Coi như tao giữ uy tín đúng không? Hả? Ba Lít. Ừ? Cho tao mượn lại 1 triệu. Chú hai, bữa hôm con thiếu chú 1 triệu, giờ con trả chú 1 triệu nè. Ủa, này tiền của tao mới đưa đấy mà. Nhức đầu quá. Đâu có gì nhức đầu. Rối quá ta, khúc này rối vậy đó. Bình tĩnh đi, con tính hết trơn rồi. Con mượn tiền chú hai, con trả cho ba Lít. Cái con mượn tiền ba Lít trả lại cho chú hai là coi như nợ cũ mình xóa sạch. Giờ con thiếu nợ mới thôi. Mà nợ mới mới mượn đây mà. Thì chú hai với ba Lít phải cho con thiếu cỡ 2-3 ngày gì đó. Con kiếm tiền con trả lại. Chú hai thấy con tính gọn khô, ok không? Ây da, ây da, ây da, ây da, chú hai, ây da, ây da, chú hai, ây da, chú hai. Mày đừng có tính kiểu đó. Tao nói thiệt mày, tiền tao cũng chưa cần gấp lắm đâu. Nhưng mày hứa đó, mày hứa chắc là trong vòng 2 ngày mày trả cho tao. Tao với ba Lít nghĩ coi mày hứa đúng lời không? Mày lỡ đây mày mượn mày trả tới trả lui mày vòng vòng mày tính sao cũng hồi cũng y vậy à? Thiệt ra con không có muốn vậy đâu. Con cũng muốn trả đúng hạn. Tại ông chủ mua chuối kìa, ông hứa với con xong rồi ông hẹn xong rồi cũng phải hẹn chú hai.
hẹn ba lít, giờ thành ra hẹn chiền nên con mới tính tới nước này. Con cũng đâu có muốn nữa. Biết khả năng mình chưa đủ, chưa có tiền thì đừng có hứa cho nó suông. Còn hứa người ta là phải đúng ngày, đúng tháng. Cái chữ tính là quan trọng nhất, mày nhớ chưa? Ông bà mình có câu, một lời nói ra bốn ngựa khó theo. Bây giờ ta sợ nhất là mấy cái thằng đàn ông như mày vậy đó. Hứa lèo, hứa xạo, nói dốc, nói láo. Người ta chỉ tin một lần thôi à. Không ai tin lần thứ hai đâu, đâu có ai dạy đâu. Con người đó mà không có chữ tín á, không có làm ăn lớn được. Có quy tín phải không? Hứa cái gì thì làm cái đó. Dạ. Mày thấy tao nè, thiếu bác hai á bao nhiêu lần không? Là tao hứa là tao trả, con cái hơi lâu thôi. À là lâu. Dạ. Nhưng mà phải đúng ngày. Dạ. Con, tại con bí quá, con tính đường cùng vậy. Con xin lỗi chú hai, xin lỗi mày nghe ba lít. Chú hai, chú thương thương ít bữa con kiếm tiền con trả cho chú. Lần sau con hứa với chú. Hứa hả? Tâm Tàn, sao giờ này mày còn ở đây? Ủa, làm gì tới sớm vậy mày? Mày biết mấy giờ chưa mày nói sớm? Giờ này chắc khoảng 7 giờ chứ nhiêu. Trời ơi trời, 7 giờ mày chưa chuẩn bị nữa chừng nào đi. Trời đất ơi, làm quá. Đây tới điểm quay á, có nửa tiếng đồng hồ mày làm như xa xôi lắm vậy. Trời ơi, hôm nay là cái chỗ quay phim là gần nhà mày, cho nên là phải chuẩn bị sớm. Lợi đó, tốt cái tinh thần lên thì mới có vai cao được, mày hiểu không? Thì mày cũng phải đợi tao vô thay đồ cho đàng hoàng mới đi được chứ. Lẹ lẹ đi, lần này á tao phải đậu vai thứ 9 mới được. Trời, tao đậu vai 9 luôn mày. Đợi tao xíu. Nhanh nhanh đi, lúc nào cũng lề mề chứ. Đồ đậu vai 9. Tội nghiệp ơi, con đã theo nghề suốt 2 năm nay rồi mà con chưa có cái vai nào mà có đất diễn đàng hoàng hết. Lần này mong tổ nghiệp phù hộ độ trì cho con. Con phải có được cái vai thứ 9 trong phim này. Sáng sớm nhà cửa đi đâu vắng tanh còn hơn cái miễu con tà nữa. Không có một người ở trong mà sai nữa. Thằng Tám thì thử vai rồi. Ủa, ở nhà mà cũng đi thử vai nữa hả? Thì nghe nói hình như có đoàn phim nó về quê mình nó quay nè. Sẵn đó nó kiếm người ở đây luôn. Ủa, quay gần đây không? Ai biết, chắc cũng gần á. Ủa, đi thử vai à? Nó đi với thằng Phi. Mới sớm thấy hai đứa hay hững đi rồi. Thằng thì cà tàn, thằng thì như cái thước bẻ đôi, mà cũng hợp nhau quá. Đi học làm diễn viên đâu nữa. Thôi kệ nó đi. Hai đứa nó đi lên Sài Gòn học chung. Rồi có gì thì nó đỡ đẫn bảo vệ nhau cũng đỡ, mình đỡ lo. Với lại tụi nó chơi với nhau từ cái thời ở truồng tắm mưa mà. Sáng sớm mới hỏi câu làm gì một lọt kìa. Sáng giờ chưa có người để nói chuyện quá không? Anh tự ghiền chứ gì. Nói nhiều quá. Tính đâu ạ? À? Thấy chưa? Biết trước mà ha. Câu này nè, mấy chục năm nay bây giờ sửa lại câu khác được không? Miễn bà thấy tôi đội nón là tôi biết bà hỏi tôi đi đâu rồi đó. Uống cà phê. Quán bà Hồng phải không? Đi chút về nghe. Mới mốt thu sẵn vô điện thoại đi, mình nằm ở ra tôi thuộc hết rồi. Mệt mà quá trời quá đất thiệt. Ủa, Tấn Tàn. Ủa, Thành. Đi đâu vậy? Tôi đi thử vai. Ôi, vậy là Tấn Tàn đi mừng diễn viên thiệt á hả? Ừ, đúng rồi. Mèn đét ơi, bữa giờ nghe bà con trong xóm người ta nói á, mà đâu tin. Do nhà không có tivi, giờ mới thấy ha, công nhận diễn viên mặc đồ có khác thiệt cái chứ. Vậy là bây giờ Tấn Tàn là nghệ sĩ nổi tiếng rồi ha. Trời ơi, nổi gì mà nổi, bình thường thôi quý. Ôi, vậy là giỏi lắm rồi. Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với tôi á, mà bây giờ
tánh Tàn được là diễn viên rồi. Còn tôi giờ vẫn phải đi cắt cỏ vậy nè. Ủa mà đi đâu ghé đây vậy? À, sớm ơi mới đi cắt cỏ bán cho ông năm rượu nè. Ghé ngang tự nhiên thấy cái đoàn phim bự quá trời, ai ngờ được gặp tánh Tàn ở đây đó nha. Rồi sao cái này cắt cỏ gì đỡ không? À, cũng khá khá à. Ủa Thanh. Ờ Phi Bóng. Đi mừng diễn viên chung với tánh Tàn luôn hả? Ừ hai thằng đi chung nhau nè. Ờ cũng đi thử vai hả? Đâu có đâu. Trời ơi đi cắt cổ cũng chết này. Alo. Thử vai gì có biết diễn gì đâu. Rồi rồi. Ai biết đâu thấy mặc đồ này tưởng đi cắt. Trời ơi tôi biết diễn tôi cũng đi thử rồi đó. Dạ dạ em biết rồi. Em về liền. Dạ. Dạo này còn sống ổn không? Cũng được cũng tạm tạm mà. Mà nãy thử vai được không? Cũng tạm tạm mà. Ê bữa nào gặp Thành nói chuyện sao nha. Anh Bảy Cò kêu tôi về có một chuyện rồi. Ê đây nồ, mày chở tao về liền đi. Ừ tại đi chung xe với nó, chở nó về bữa nào gặp cà phê ha. Ừ đi rồi. Đi. Chưa có lại gì hết trơn mà khinh khi người ta rồi. Để rồi coi tụi mày nổi tiếng được không. Con thấy con cũng đẹp trai đó. Mà ông chợ cũng xin gắn đặt để hết rồi. Ông cho con cái khiếu là chạy xe ôm, là con phải làm xe ôm. Còn mấy người diễn viên á, người ta có cái khiếu diễn cho bộ, người ta có khiếu diễn xuất đồ khóc rồi cừ rồi này kia thì người ta làm diễn viên. Ha, cái mời mốt tấm Tàn với Gano nổi tiếng ha. Ừ. Cái báo chí người ta ập vô, người ta giới thiệu, người ta đăng bài kìa. Người ta nói là tình bạn hiếm có trong showbiz Việt á. Trời ơi, má ơi, trúng rồi. Trúng rồi má. Trúng gì? Má. Con trúng dài rồi, người ta mời con đóng phim mới. Con trúng vai mới hả, phim mới hả? Dạ. Đóng vai gì vậy? Dạ, vai cậu ba, công tử nhà giàu, cường hào ác bá. Vai cậu ba, công tử nhà giàu, cường hào. Thôi, thôi không đóng đâu. Ủa, sao vậy má? Cậu ba, công tử nhà giàu thì được, nhưng mà cường hào ác bá, thôi đừng đóng con. Ủa sao vậy má? Thì người ta coi á, người ta thích coi cái vai hiền, vai tốt. Chứ ai thích coi cường hào ác bá. Đóng mấy cái vai đó người ta ghét. Không được đâu. Trời đất ơi, không có sao đâu má. Con là diễn viên mà, con được quyền thể hiện đa dạng vai, không có sao hết. Với lại cái này á, với lại trong phim thôi, ngoài đời đâu có vậy đâu má. Mà cái mặt con á nhìn nó hiền khô à, giống má nè. Con đóng ác ai tin. Trời ơi, má vừa thấy con làm thì sao má biết. Nhưng mà rồi có chuyến này rồi có đánh đấm gì nữa không đó? Không má, phim này không đánh đấm gì hết trơn á. Phim này phim lẻ, phim nói về nhân quả đó má. Có một tiếng mấy à, không sao đâu. Rồi đi quay có lâu không? Đừng có dầm dầm về về cả tháng nghe không. Má yên tâm đi, con đi mau về mà. Dạ, con chào thím hai. Ờ, Phi, mới qua chơi con. Dạ. Trời đất nộ, tao định đi kiếm mày nè. Ủa, kiếm tao làm gì? Mua đồ. Ủa, giờ này chưa tới Tết rồi mua đồ gì? Không, đi mua đồ để đầu tư vô vai diễn mới. Tao trúng vai rồi. Thiệt không? Thiệt. Chúc mừng mày nha. Ừ. Mày trúng vai gì vậy? Vai cậu ba. Ôi, ê, cái vai đó vai thứ 9 nha mày. Ờ, à, thì đó. Ôi ôi. Ê, mà khoan, cái... Hả? Tao cũng đi cắt cái vai đó. Hả? À, bây giờ mày, mày trúng cái vai đó, tao diễn cái gì? À, thì... Ủa? Mày chưa nhận kết quả hả? Chưa. Có khi á là đóng, đóng vai em cậu ba. Ờ, hả? Ờ, cái phim này nó nhiều vai lắm, mà cái vai thứ cũng còn nhiều nữa. Đúng rồi, cái vai Tiên Phúc mày nhớ không? Ừ, ừ, ừ. Nhìn mày nè, lùng lùng đen đen này nè, hợp lắm, tao chọn chắc luôn á. Ê, xúc phạm nha mày. Cái gì? Đen thì có đen nha, chứ không có lùng nha mày. Chiều cao chứ hơi khiêm tốn một chút xíu thôi nha. Thôi, tao giỡn á mà, mệt ghê á. Bây giờ á, đi mua đồ trước đi. Tao nghĩ á, đằng nào mày cũng trúng à. Mày biết làm sao không?
người ta chọn diễn viên á, mình là dân ở đây nè, đậm chất miền Tây, đậm chất người Nam bộ xưa, nó hợp vai á, tao chọn mày chắc. Nhưng mà tao, mày nói gấp quá, tao đâu có đem theo tiền đâu. Ê, cho tao mượn nha. Tao cho mày mượn luôn. Vậy đi. Đây. Dạ alo ạ. Rinh đồ ơi, chị ở bên phim Nhân Quả nè. Dạ chị. Bây giờ rồi em có đi casting nhưng mà... Dạ đúng rồi, em có casting đó chị. Có lẽ là mình chưa có cái duyên cho vai diễn này. Hẹn em phim sau nha. Dạ. Đâu cha nội? Đi câu cá. Mày ra đây. Ừ. Mới cắt cỏ cho ông Năm về. Sao đi câu cá mà mặc quần hiêu vậy? Đó là chuyện của tao. Ừ. Mà nè, nhưng mày rớt dai đúng không? Sao mày biết? Trời ơi, chuyện đó ai mà không biết. Mà nè, có chuyện này tao biết tao cũng nên nói cho mày nghe không nữa. Có gì nói đi, úp úp mở mở hoài. Thì hôm bữa đi cắt cỏ trong năm, cách tôi ngang qua quán cà phê á, tao thấy Tấm Tàn nó ngủ cà phê với ông đạo diễn, làm như nó sinh dai mày. Sao mày biết? Thì tao thấy nó ngồi nó thủ thỉ gì với ổng á. Mà tao nói thiệt, mày không tin tao hả? Tao thề, tao mà nói sai nửa lời á thì sao? Thì da mày trắng như hôm bữa gì đó. Thề là nghề của mày rồi, đó giờ ai tin là thề của mày. Với lại á, tao biết Tấm Tàn nó không bao giờ nịnh bợ ai đâu. Thằng bởi mày chơi nó riết á, rồi mày lúc nào mày cũng tin á. Nè, mày tin bạn cho lắm vô, bây giờ mày không tin tao đúng không? Nè, cầm tao này đi. Đây, hôm bữa có quay lại cho mày coi nè. Nè. Đây. Tao thủ thỉ cái gì đó, tao nói kiểu này chỉ có sinh dai thôi, hiểu sao mày không rớt. Thấy chưa? Chơi với bạn sao mà biết chọn bạn. Thân của con mà tía. Bản thân thì phải hiểu về mình chứ. Bản thân mà còn nghĩ sai cho mình nữa là sao? No. Mày kêu ai à? Kêu mày đó. Mày kêu tao hay kêu chó? Cái nghệ danh của mày là cái gì? Cái gì? Reno gì đó. Reno. Reno hả? Khó kêu với bà. Sao bạn Reno bạn ở đây à? Uống sao vậy Reno? Kể từ ngày hôm nay mày cũng đừng gọi tao là Reno nữa. Sao vậy? Cứ gọi tao là Phi. Phi bóng như hồi đó. Ê, mừng sao bạn Phi bóng với bạn Tấm Tàn nắm tay nhau đi làm nghệ sĩ diễn viên gì mà thân thiết lắm rồi sao giờ kìa? Hết rồi. Tao với Tấm Tàn nghỉ chơi với nhau luôn rồi. Ủa, sao vậy? Reno. Ủa, tại không có đây hả? Cậu đang không có cá đâu mày ơi. Với lại nước đọng rồi, cá không ăn đâu. Đi chỗ khác câu.
Đây tao cầm mình nè. Ê sợ. Đi trước nha. Ê, sao thằng này chuyển qua chơi với thằng Thành ta? Đó. Thế nữa đi. Anh hai. Mua bán không lo, chụm đầu châu mỏ nhiều chuyện gì đây? Chú hai. Anh uống cái gì? Cà phê anh hai? Ê cũ. Dạ. Chú hai. Bởi dạo này bụi rảnh lắm sao không ra, không thấy chạy xe, không thấy sửa xe chân tèo. Đâu có đâu. Sáng con chạy con cuốc xe rồi. Thấy chưa nắng quá ghé đây uống miếng nước kia nghỉ mát rồi chiều chiều chạy tiếp. Vậy đó hả? Giống làm việc công chức quá ha. Làm vậy đi, mau giàu lắm đó. Thế anh Hồ. Ủa? Thánh Tàng. Lý do tại sao mày nghỉ chơi với tao? Bị mày chơi tốt quá làm chi? Ai dám chơi với mày? Ê, tao sao mà không tốt không ai chơi với tao? Mày đừng có cảnh khóe kiểu đó nha. Mày đừng nói nữa. Cái lúc mày lên Sài Gòn á, ai giúp đỡ mày? Ai tìm trường cho mày đi học? Rồi ai giới thiệu những vai diễn đầu tiên cho mày? Thậm chí là thằng nào đã chở cho mày đi diễn? Bây giờ mày đối xử với tao vậy? Mày coi được không? Nhưng mà tao muốn biết lý do tại sao mà mày nghĩ xấu tao, mày nghĩ tao chơi xấu mày. Cần gì phải nói mày ơi. Có bằng chứng đàng hoàng. Đâu? Có hay nói nha. Có mới nói, chứ ai dám nói khơi khơi. Đưa đây. Nè. Nè. Sao? Mày còn gì để nói nữa không? Tưởng chuyện gì? Cái clip này hả? Mày biết trong cái clip á là tao nói chuyện gì không? Mày chưa hiểu chuyện gì, mày chưa biết chuyện gì hết. Mày nghĩ tao nói xấu mày hả? Mày có biết tao gặp anh đạo diễn nói chuyện gì không? Chuyện gì? Thôi được rồi, để tao kể cho mày nghe. Hôm bữa đó, cái anh đóng cặp với tao nè, bị xe đụng gãy chân. Cho nên đạo diễn á mới kêu tao lại tìm bạn diễn nào á để mà thế vai đóng hợp, phù hợp mà diễn tốt với tao hay không. Rồi sao? Thì tao đề xuất cho mày được giai tư phút rồi đó. Mày còn nghĩ xấu tao nữa hả? Thiệt không? Mày đâu có chịu nghe tao nói. Tao với mày chơi chung bao nhiêu năm nay á, mà tình bạn của tao mày coi nhẹ hơn ba cái lời nói dốc nói láo của thằng Thành này nè. Mày đừng nói vậy nghe chưa. Thành, tao biết tại sao mà mày ghét tao. Để bây giờ mày cố tình á, mày nói xấu tao với anh nội cho tao nó xích mít không? Ê, mày vừa phải phải nghe chưa. Mắc cái mớ tao phải ghét mày. Có phải hồi trước á, mày qua nhà tao mày ăn trộm con mèo, bị tía tao phát hiện được, cho nên mày mới để bụng, mày ghim trong bụng mày á, rồi mày lợi dụng thời cơ nè, mày nói xấu mày chia rẽ tao với nó chứ gì? Chuyện này có thể không Thành? Không phải gì đâu. Hôm bữa tao qua tao mượn con mèo nhà nó chơi, chứ có lấy gì đâu. Không phải đâu Geno. Geno, bữa nay tao muốn gặp mày á, là tao báo mày được giai tư phút rồi đó. Mày về mày mua quần áo mày đầu tư đi. Còn có chuyện mày muốn chơi chung với tao nữa hay không á, tao không quan tâm đâu. Ê nào. Ủa, nó nói gì? Mình chung vai thiệt không ta? Cô đường 1, tích 3. Cô ba ơi, cô ba ơi. Phúc, cung tay gì mày? Cung tay cái miệng của mày nhiều chuyện mà cô hai tiên không chịu lấy tao. Cô ba ơi, cô ba đừng hiểu lầm cô ba ơi. Con không có phản bội cô ba đâu cô ba ơi. Em, hôm nay mày phải chết. Cô ba ơi, đừng mà cô ba ơi. Nhưng mà tao đâu thể để cho mày chết một cách dễ dàng như vậy được. Hôm nay mày phải trả giá cho sự phản bội của mày. Cô ba ơi, đừng cô ba ơi. Mày có nghe câu giết lầm còn hơn bỏ sót. Cô ba ơi, con có, cô ba ơi, cô lại. Cho mày sống, mày không mở miệng được. Trời ơi. Để cho mày trả giá cái sự phản bội của mày. Trời ơi, ghê quá. Ê, má má má, khúc này hay, khúc này hay nè má. Thôi thôi, hết chưa? Rồi, xong rồi đó tí má.
hết chưa? Dạ hết rồi. Mèn ơi, tao bà cơ mày đóng cái vai gì mà ác ôn quá vậy Tám? Con đóng vai giết người hả? Tí má biết sao, cuối cùng á cậu ba lên cơn đau tim. Đó là cái kết cho sự độc ác của nhân vật cậu ba. Nhưng mà té ra Tư Phúc chính là người cứu cậu ba, cho nên trước khi chết á cậu ba đã giao hết toàn bộ tài sản cho Tư Phúc luôn. Vậy cái kết cũng có hậu quá chứ ông ha. Ừ. Thì nó đúng với cái nhân quả đó phải không? Dạ đúng rồi Tiết. Đúng với cái tựa phim gì? Dạ. Cậu ba, Tư Phúc, hay quá cậu ba ơi. Tám. Bảy. Anh bị gì vậy? Trời ơi, cái mạng gần gần cái vụ gia dĩ của mày không biết gì hết trơn hả? Kệ đi. Kệ gì kệ. Trời ơi, anh ngồi hả, anh cãi lộn với tụi nó không, muốn gãy cái tay luôn. Mà công nhận nha, tụi này nó lì thiệt, cãi gì mà nó cãi hoài luôn á. Mà em coi mấy comment tụi nó comment coi, nhận được không? Thôi không coi đâu. Giờ mình càng trả lời tụi nó càng công kích thêm chứ không có được gì hết á. Không đọc không? Anh đọc cho mày nghe nè. Con nhịn nổi không? Để kiếm kiếm cái này nè. Đây 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 cái này đây. Thằng này là thằng quỷ chứ không phải là người. Nhờ qua cái gia diễn này mà nó sống thật với bản thân nó. Thằng này tâm nó ác nên con người nó ác, thì nó diễn cái vai này mới ác được như vậy đó. Quá đáng thiệt chứ. Bởi vậy kiếm tấm tàn á, kiếm cậu ba đó. Kiếm cậu ba trong phim hả? Không, kiếm cậu ba ngoài đời đó. Kiếm Tám hả? Dạ. Ủa kiếm Tám gì? Trời ơi, đời bính Tám đó anh. Trời đất ơi, làm gì đến Tám? Thì tại vì nó đấm, nó quá là độc ác. Để tôi về tôi kiếm Tám mà. Dạ, anh đi liền đi. Chưa hồi á, con cậu nó xử con Tám á. Miệng ăn mắm muốn nó bậy bạ không? Còn rau không? Cái gì vậy? Không biết nữa. Thôi vậy coi, tôi chết máy à. Coi coi, để lại coi. Không lên nè. Cái xe này thiệt luôn á. Cái xe hư 3-4 lần kêu sửa thay đi luôn rồi. Không chịu. Thôi, cần nhằn gì nữa, giờ phụ tao đẩy về đi. Xui thiệt. Tức thiệt mày ơi. Gì dạ? Tức tao mà gặp cái thằng đóng vai cậu ba ngoài đời là tao xử nó liền. Nó ác quá. Nó xích nữa nó giết Tư Phúc luôn á. Trời ơi, từ cái chuyện gì? Tư Phúc thì nó tha, vì nó lên cơn đau tim đúng lúc. Nhưng mà còn cô Hai Tâm á, là bị nó hành hạ sống không bằng chết. Thì đó, nên bây giờ tao quyết tâm á, rủ thằng Tuấn với thằng Kinh, tụi mình lập một cái nhóm tẩy chay phim luôn. Đúng rồi, mà cái thằng đó tên gì? Tên gì nhiều hạt lắm nè. Thanh Long. À đúng rồi, Thanh Long. Thì đó, Thanh Long đóng vai cậu ba. Đúng rồi. Không ngờ mới đóng bộ phim chút xíu mà góp về quá trời anti fan luôn. Rồi giờ em tính sao Tám? Em nghĩ chắc cũng không có sao đâu. Xong phim người ta quên hết trơn à. Với lại tía má không có xài mạng xã hội, cho nên tía má không có biết đâu. Sao điện thoại em im ru à? Điện thoại anh nó ton vậy. Em tắt nguồn hôm qua nay rồi, không muốn phiền phức gì nữa hết á. Mà từ nào tới giờ anh có xài mạng xã hội nhiều đâu, tự nhiên sáng nay quan tâm quá vậy? Thì nghe mày đóng phim, lên mạng coi phim hay hay dở. Mà thôi, hết phim á thì nó quên hết trơn à, không có gì đâu. Với lại lúc nhận cái vai diễn này á, em cũng biết trường hợp này xảy ra hết trơn rồi, cho nên em chuẩn bị hết á. Anh bây giờ anh lo tắt nguồn điện thoại đi cho đỡ nhức đầu. Để tắt điện thoại. Quên. Tắt điện thoại rồi lái mối rồi nó sao liên lạc.
thì anh đăng xuất cái Facebook ra thôi chứ có gì đâu. Không được luôn. Sao vậy? Anh hay đăng hình của chị Bảy mày với thằng Cốc. Anh phải ngồi canh hôm nay được bao nhiêu like, lên được mấy like. Trời đất ơi, hai vợ chồng của anh sống ảo vậy luôn á hả? Anh Tèo. Ủa, mới về Tấm Đạt? Dạ mới về. Bù cỡ gà không có đi đóng phim Cậu Ba Nhân Quả gì hả? Phim quay được phân nửa rồi, nhưng mà bữa nay đoàn phim nghỉ xả hơi cho nên về nhà chơi chút xíu vậy mà. Vậy hả? Đúng rồi, đúng rồi. Quên giới thiệu, anh này thấy quen không? Có. Trên truyền hình á. Có. Đó, diễn viên đóng vai Cậu Ba nè. Đó, quen không? Thằng này em tôi ở xóm này à, về chơi. Tên gì? Tên dạ, nghệ danh của em là Thanh Long. Thanh Long. Biết mà. Thanh Long mà, biết. Đẹp trai ghê không? Hai anh. Hai anh có coi phim thì nhớ ủng hộ em nha. Có, tụi tao coi hết chứ. Coi kỹ là đằng khác kìa, mà không ngờ gặp Cậu Ba ngoài đời luôn á. Công nhận, phim chiếu mới được phần nửa thôi mà đã được có người nhận ra mình rồi. Thích thiệt. Chứ giờ mày cứ gậy lên tay rồi. Rồi im rồi đó. Thôi anh Tèo làm đi nha. Em qua quán Cụ Hồng nha. Xíu rảnh muốn cà phê chung. Ừ, bển trước đi, xíu tao qua. Dạ. Ê, đứng lại, đi đâu mày? Hả? Chuyện gì vậy hai anh? Chuyện gì? Cường hào ác bá, máu lạnh. Tụi tao coi phim rồi. Tụi tao căm thù vai Cậu Ba thay cho Tư Phúc và Hai Tâm. Cầu được ước thấy, hôm nay tụi tao sẽ trả thù cho Tư Phúc và Hai Tâm. Hai anh làm gì vậy? Đó chỉ là phim thôi mà làm gì gặp tôi ngoài làm dữ vậy? Không có nói nhiều, bây giờ quýnh nó khỏi quay phim luôn. Ê, dạ. Ê, trời ơi, sao quýnh ta? Ê, dạ, ui da, da la. Ui da, ui da, da la, da la. Hai mày làm gì vậy? Kiếm chuyện à? Hả? Ai mày nói ác quá chi? Thằng ơi, tụi mày kiếm chuyện không? Kiếm chuyện tôi báo mày ăn vợ. Bảo đi, Tài, mà lấy điện thoại ra quay. Coi cho dân tình biết là mọi đời nó sống sao. Đúng rồi, đúng rồi. Nè, hai anh đừng làm tầm bậy nha. Làm vậy xúc phạm nhân quyền của tôi thưa đó. Tụi tao quay video chơi thôi mà. Đúng rồi. Đúng mày được không? Quay coi người chừng thấy mặt mày truyền hình gì kìa. Thằng Tám đi đâu từ sớm giờ? Về nhà chưa? Chưa. Đâu biết đi đâu. Đâu nói. Nó có nói với bà đi đâu không? Không, nó không nói đi đâu hết. Chắc nó vòng vòng trong xóm chứ đâu. Trời ơi. Ủa, bộ có chuyện gì không? Ê, đây, làm gì vậy? Bớ người ta, diễn viên cướp điện thoại. Diễn viên Thanh Lam giật đồ. Im. Làm gì vậy? Hả? Vừa cướp vừa lại làm hả? Báo công an chứ. Báo công an. Báo đi. Tao báo công an bắt tụi bay luôn nè. Thôi mà anh Tèo. Thôi. Tao báo thiệt á, cái chuyện hả? Công an xả xuống công đầu hai tụi bay lại. Tao báo thiệt à? Mình đừng báo. Có gì từ từ nói anh đi. Anh có gì từ từ. Tao báo nè. Anh Tèo, để em tính. Nè, tôi nói cho hai anh biết. Phim á là phải có người hiền, có người ác thì mới có cái hay cho người ta coi. Đúng rồi. Tụi bay có bị điên không? Hả? Thánh thần ơi, người ta đóng phim thì phải có người đóng vai hiền, có người đóng vai ác mới có chuyện người ta coi. Ai cũng đóng vai hiền hết rồi coi gì chảnh. Lao hết sức vậy. Tại mày ý. Với lại á, mai mốt hay anh tỉnh táo giúp cái đi. Phải biết phân biệt được phim là phim, đời là đời. Chứ có đâu mà coi phim á, rồi thấy diễn viên đóng vai ác ở ngoài đời á, tới tấn công người ta như vậy. Làm hành động y như nít vậy. Nè ha. Tao nói cho tụi bay nghe ra ha. Cái thằng này nó là diễn viên, nó có nghề võ đó. Cũng hên là tao với nó hiền á. Gặp người khác người ta đục cho tụi bay mỏ máu không rồi. Tụi tôi biết lỗi rồi. Tụi cho tụi tôi lấy xe về nha. Dạ. Tụi em xin lỗi anh Thanh Long. Dạ tụi em cũng hiểu chuyện rồi. Tụi em giác ngộ được. Anh cho em xin lỗi đi. Dạ. Thôi không có gì hết trơn á. Thôi anh đi. Không có gì đâu. Không. Nghĩ sao đi được? Em làm gì đi đâu anh? Gì anh Tèo?
còn 40 ngàn tiền sửa xe tao làm chi? Tính kiếm chuyện người xù luôn hả? Dạ. Đây. Sửa xe tính không trả tiền hả mày? Để em gửi anh uống nước luôn anh. Không được, phải thối lại đầy đủ. Dạ. Vậy em lấy xe về nha. Nè, qua lấy xe về. Dạ, em về liền. Đội nón lên đàng hoàng. Đội nón không ăn bắt rồi mày. Lao không à? Gài lại. Gài lại. Té thêm buồn nổi giờ. Nhanh đi. Sợ bị đánh hả? Thiệt. Xui xẻo thiệt chứ. Tao mới xui nè. Ngồi nhà sửa xe cũng bị trúng đạn của mày nữa. Thôi. Xin lỗi anh Tèo nha. Lâu lâu ghé thăm anh chút á, mà phiền phức ồn ào ở nhà anh quá à. Có gì đâu mày ơi. Đó, về coi lăn hột gà đi, để không hỏi mặt bầm không đi đóng phim được đó. Dạ thôi em biết rồi. Thôi em về bển nha. Ừ. Rảnh anh em uống cà phê. Chiều tôi qua. Dạ. Về đi. Thiệt tình. Kìa về kìa. Trời đất ơi. Trời ơi sao vậy nè con? Cái mặt sao vậy nè? Mặt mày sao dữ vậy? Dạ con mới bị khán giả đánh. Sao bị khán giả đánh? Tại vì họ ghét cái vai cậu ba trong phim của con á. Cho nên á, họ xúm nhà họ đánh con á tía. Trời đất ơi. Mèn đét ơi. Người gì mà kỳ cục vậy? Người ta đóng ác đạt như vậy á mà quýnh người ta. Trời ơi, thì họ lưu manh quá trời luôn à. Sao không trở tay kịp má. Thôi, vô lấy dầu sức cho nhỏ đi. Ngồi đó nói hoài đi. Má lấy thuốc sức con nghe. Dạ. Đất nói nhiều không bỏ. Nhức quá tía ơi. Đừng có mặt vậy sao đóng phim được con. Dạ không có sao đâu tía. Vô trong đó có makeup quá trang á, người ta che cho mình được mà. Ráng chịu đau nghe con. Dạ, nhẹ nhẹ má ơi. Đau lắm hả con? Dạ. Trời ơi ráng đi má, sức chút nha. Trời ơi chết rồi, cái chỗ này sức là rác lắm đây nè. Dạ. Từ má ơi. Trời ơi. Từ mà sức nhẹ nhẹ vô nó. Dạ. Trời ơi thiệt á. Thôi không có đóng phim gì nữa đó. Nghĩ đi. Gì đâu mà tao nói thiệt. Đóng mới có mấy tuần à mà bị đánh tới 2 lần rồi. Không có sao đâu má. Thì giờ phim bây giờ cũng đang quay giai đoạn cuối rồi. Con mong là tình hình sắp tới ổn mà, không có sao đâu. Tốt hơn đâu thì chưa thấy. Mà đó, nó bị đánh bầm dập vậy đó. Nghĩ đi, cho nó an toàn. Tía, cứ để nó đi diễn đi. Cái nghề nào cũng vậy đó, cũng có người thương người ghét, quan trọng là nó diễn được hay không. Chứ con nói đi diễn được rồi đó, không có sợ vậy đó. Dạ đúng rồi đó má. Nếu mà con thích nghề đóng phim quá thì thôi từ đây về sau á, kiếm mấy cái vai hiền hiền mà đóng. Đừng đóng mấy cái vai cường hào ác bá đó nữa. Người ta ghét, người ta quýnh cho. Trời đất ơi, chọn vai là do đạo diễn người ta chọn, chứ bà chọn được hả? Ông biết không, tôi đi chợ á, người ta mắng vốn tôi đầy chợ luôn kìa. Người ta nói á, là thằng con hay lúa, cái tâm nó chắc cũng ác như vậy đó, cho nên mới đóng đạt mấy cái vai ác đó đó. Đó hả, con đóng cái vai cậu ba đó nghe. Người ta ghét cái vai cậu ba của con, mà người ta ghét luôn má đó. Ôi tào lao hơi sức nào đâu nghe. Con xin lỗi tía má nhiều lắm. Cũng vì con mà lúc nào tía má cũng phải lo cho con hết. Kệ họ đi, họ nói gì họ nói, đường mình đi. Dạ không biết rồi tía. Thôi không có sao đâu má, má yên tâm đi. Thì
Nói chung con là diễn viên mà, thì cũng lúc dày lúc khác. Con được đóng nhiều dạng vai vậy nè, thì có cơ hội con chứng tỏ cái khả năng của mình, vậy là tốt chứ không sao đâu má. Ừ, thì thôi, con thích đóng phim quá vậy thì giờ má có muốn cản con cũng đâu có được. Dạ, con cảm ơn tía má nhiều lắm. Cứ làm cho nó tốt đi, mai mốt tao mở hãng phim, đóng cho nó đã. Có gì mà cười túm tím mà anh à? Ông coi thằng Tám nhà mình ở đóng phim khác nè ông. Nói phim mới nữa đó, thấy chưa? Trời ơi, nó đóng cái phim này nè, thấy nó hiền khô à. Mà nè, nhìn có vẻ kiên trực ghê không? Ra dáng đàn ông trưởng thành đó. Ừ, nó đóng được nhiều vai vậy đó, cũng là có tài đó chứ. Con tôi mà. Thôi đi, đừng có nổ. Mới hổm ai kêu nó bỏ nghề đi, ai kêu nghỉ đóng phim đi. Bây giờ khen đáo khen để. Ông này, chuyện quá lâu rồi cứ ghẹo tôi hoài. Bà thay đổi á, chỉ có tôi mới theo bà nổi thôi. Dạ thưa tía má, mới qua. Ờ. Ủa? Dạ. Ủa tắt địa sao cá đâu vậy? Dạ đâu cũng phải cá của con. Hồi nãy giao trái cây ở ngoài chợ cho người ta. Dạ em gặp bà Năm bán cá, bà kêu con á đem về cho má. À, dạ. Bà nói hôm bữa bà coi phim nhập tâm quá nên chửi thằng Tám, nói má đừng giận bà nữa. Vậy hả? Vậy bà hết giận rồi hả? Dạ. Bao nhiêu bà muốn qua xin lỗi má mày đó, nhưng mà ngại. Qua thấy nó cũng kỳ phải không? Rồi thấy mày vậy để cho mày hối lộ cho mày hai cá đó, rồi nhờ mày qua mày truyền đạt lại cho má mày đó chứ gì. Dạ chắc vậy tía. Cái tội này là cũng là cái tội tham ô đó nha mày. Dạ. Bà cũng biết chuyện, giờ bà không giận tôi nữa tôi mừng lắm rồi. Tôi sợ mất bạn rồi chứ. Ủa bà ấy. Dạ. Có coi phim mới của thằng Tám chưa? Dạ có má. Trời ơi, cái cảnh nào mà có thằng Tám á là con không bỏ một giây một phút nào luôn á má. Hay ha. Dạ. Ô đi, cả nhà khen nhau hoài kỳ. Tía má. Ủa anh Bảy mới qua. Ờ. Thằng Tám. Dạ. Em sao rồi? À, mọi chuyện bình thường rồi. Bây giờ em ra đường á cũng ai dòm ngó liếc thấy gì em hết á. Không sao đâu. Đoàn phim ta cũng về thành phố mất đất rồi. Của nhân vật cậu ba trong phim nó cũng chết rồi. Giờ người ta quan tâm đó là người ta quan tâm tới cái nhân vật chính thôi, chứ ai quan tâm tới mày nữa Tám ơi. Tía nói giống như là con bị mờ nhạt, con bị lãng quên không bằng vậy. Ủa chứ không lãng quên chứ muốn người ta nhớ hả? Nhớ hoài đăng tay giấy quýnh mình nữa hay gì? Ủa Tám. Dạ. Nói gì nói nha, anh thấy em diễn xuất sắc phải không? Hay lắm nha. Dạ coi được á, lượt phim sau á mình làm vai chính đi. Ờ đúng rồi đó. Thôi đi Bảy ơi, làm năm thì lo làm năm đi, biết cái gì ba cái vụ phim ảnh mà chen vô nói vai chính vai phụ, nói không đúng đã nghe ta cười chết mày ơi. Ông thiệt tình, má thấy đúng đó. Bây giờ hen, con lựa vai chính con đóng đi. Thôi đừng đóng mấy vai phụ nữa, đóng mấy cái vai chính á là thường thường á là hiền lành nè, rồi cương trực nè, đó như vậy đó mới nhiều người mới nhớ tới mình, mà người ta nhớ rồi người ta thương nữa. Dạ. Ờ nhanh nổi tiếng bà ơi, cái chuyện đó để đạo diễn người ta lo, bà lo chợ búa cơm nước kìa, chen vô nữa. Con thấy má với anh Bảy nói đúng á tía. Con nè, hai cái phim vừa qua là con đóng là chỉ là vai phụ thôi, nhưng mà sắp tới con phải tìm cơ hội con đóng vai chính mới được ha. Biết đâu con may mắn rồi sao. Nó tùy con, tía không có ý kiến không? Tùy con năng lực rồi phấn đấu rồi làm sao đó cho nó thành công không? Dạ. Alo. Dạ phải anh.
Dạ 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 em biết rồi, em cảm ơn anh. Ngày mai em đến Sài Gòn liền. Dạ dạ dạ. Tía Mã, thằng Tám sao vậy? Cái gì vậy Tám? Bị gì đó, bị gì đó. Tía Mã nhìn vậy thôi, con được người ta chọn vô vai chính trong phim mới rồi. Việt Nam đá vô Indo rồi hả? Không phải, không phải. Thằng Tám, tôi mới nói là nó chọn vai chính nó đóng. Bây giờ nó có vai chính rồi kìa. Đúng rồi tía ơi. Tía ơi, tía, con sắp làm anh của ngôi sao rồi tía. Tôi cũng là sắp làm má của ngôi sao rồi nè ông ơi. Trời ơi vui quá. Cũng ở lại đằng sau luôn nữa. Đây nè tía nè, người ta mới đứng đầu, phải không? Con hứa với cả nhà nha, con sẽ không để mất cơ hội lần này đâu. Con phải cố gắng làm hết khả năng của mình luôn. À bây giờ đúng rồi, má chạy ra chợ liền, cái má mua thêm đồ, cái về cái má nấu cái nồi lẩu mắm. Dạ. Sẵn có hai con cá lóc rồi đại. Dạ. Lắm, cả nhà mình ăn mừng. À, ê nhớ qua kêu con nhái qua luôn nghe con, ẵm con qua. Dạ. Cả nhà mình có một bữa tiệc ao hen. Dạ. Má nhớ ra chợ mua thêm tôm cua cá ghẹ mực cho con ăn nghe má. Rồi bệnh ngôi sao nữa rồi đó. Thế này tía cứ theo ghẹo con hoài. Nói chơi cho vui vậy thôi, chứ tôi nghe thằng Tám được vậy nãy giờ tôi mừng muốn đứt ruột luôn nè. Phấn đấu nghe con. Dạ con sẽ cố gắng. Sáng sớm đứng trước cửa quán tôi cứ thập thò, có chuyện gì không? Sáng tôi chưa mở quán ám tôi à, có tin là... Ủa? Em, dạo này em khỏe không? Tôi vẫn khỏe, anh ngồi đi. Sao anh nói đi là đi miết vậy? Tại công việc mà em. Anh cũng đâu có muốn như vậy đâu. Rồi dạo này quán mình bán được không? Thì cũng lai rai như trước giờ thôi. Vậy kỳ này về tính chừng nào lại đi? Tại vì lần trước anh vừa mới về, trên Sài Gòn có chuyện gấp, anh giải quyết hơi lâu. Nhưng mà bây giờ anh về đây ở luôn rồi. Trời ơi, có sao không? Đi đứng đâu không nhìn, để cho bị gì? Ủa anh Bảy hả? Trời ơi, gặp anh qua em mừng quá trời luôn á. Mắc chứng gì mừng? Anh Bảy, anh phụ em diễn cảnh này nha. Cảnh này mình em làm không có được. Diễn hả? Dạ. Anh biết gì đâu diễn. Biết mà không có sao đâu, phụ em đi. Thôi mệt quá, không biết diễn. Ủa, tía má đâu rồi Tám? Tía đi thăm ruộng rồi, còn má đi chợ rồi, không ai ở nhà hết trơn á. Thôi để anh đi ra cũng kiếm tía cái đã. Anh Bảy, phụ em đi. Không, tía. Tía mới thăm lúa về đó, ba cái lúa đồng, mà sâu cuốn lá nó ăn rồi đó. Dạ, bây giờ con đi mua ruốc liền nha tía. Theo tía đi. Tía. Gì? Tía phụ diễn với con cảnh này nha. Diễn cái gì mà diễn? Bỏ cái gì? Trời, má. Cái gì vậy? Má phụ diễn với con cảnh này nha. Gì vậy? Làm diễn viên hả? Đúng rồi bác, đúng rồi. Cảnh này nè, mình con làm không được. Được không? Được. Cái nào? Này nè má, cái vai này dễ lắm. Nhưng mà cái vai con thì khó, tập mình không được. Dạ. Dễ mà. Cái này đâu phải nghề của má.
Má phụ với con đi, không ai phụ con hết trơn á. Cảnh một chút xíu mà. Biết gì đâu phụ. Được mà má, làm được mà má. Thôi để má vô nấu ăn liền với trễ nè. Cái đó mới là nghề của má đó. Hen. Ủa con. Dạ chú Vũ mới qua. Có tía nhà không? Dạ tía con ra làm sao rồi? À, chú Vũ về đó hả? Anh hai khỏe hả anh hai? Ừ. Đi qua chỗ trò sen uống trà. Dạ. Đi đi. Chú về đây rồi có ghé quán Diễm Hồng chưa? Em có ghé qua quán rồi anh. Nhưng mà sau lần này về em thấy cô Hồng xa cách em quá. Hồng, em đi chợ mới về hả? Ờ. Khoan đã, để anh xách về giùm cho. Thôi khỏi, có mấy bó rau nhẹ hiều à, tôi xách được. Có mấy bó rau nhẹ hiều rồi, xách. Muốn nói lại tình xưa đó thì mình cứ bày tỏ tấm lòng của mình, có gì đâu ngại. Được hay không á thì mình cũng cho người ta biết cái tình của mình. Đúng rồi đó chú. Chứ giờ mình đã từng tuổi này rồi mà chú còn chần chừ cái gì nữa. Ê chết chết. À, được rồi. Em. Đi từ từ thôi. Em nhìn đi. Em còn nhớ cái ao rau nhút này không? Lâu quá tôi quên hết rồi. Mấy chục năm không gặp. Anh mà tôi còn quên chứ đừng nói rau nhút này. Vậy còn cái hộp này, tức em còn nhớ mà. Anh vẫn còn giữ cái hộp này tới bây giờ đó hả? Vì nó là ký vật của mối tình đầu của anh mà. Làm sao anh quên được. Em còn nhớ cái ngày em đưa anh cái hộp này. Em nói với anh câu gì? Em nhớ không? Chuyện cũ quá, tôi quên hết rồi. Mà bây giờ có nhớ cũng đâu có nghĩa lý gì nữa đâu. Để anh nhắc cho em nhớ. Ngày đó anh và em còn nghèo lắm. Em làm cái hộp này đưa tận tay anh. Em cầu nói với anh, anh ráng đi kiếm tiền thật nhiều để mua cho em cọng dây chuyền, bỏ vô cái hộp này nè, đem qua nhà hỏi cưới em làm vợ. Em nhớ chưa? À, cái thời mới có mười mấy tuổi, bồng bột, mơ mộng hão huyền, hơi đâu mà tin, hơi đâu mà nghe chứ. Anh biết bây giờ em còn giận anh lắm. Ăn cơm xong á, uống cụm trà thấy nó sảng khoái sao đâu hả bà. Chứ không phải trà tôi nấu ngon hả? Thôi đừng nổ Tư ơi. Ủa rồi cái chuyện hai cha con ông làm quân sư cho ông Vũ tới đâu rồi? Thấy ngày nào ông cũng đeo bám sát ở bển á, không biết được gì không biết. Còn bà Hồng ưng thì nói ưng đãi đi, suy nghĩ này suy nghĩ nọ, phụ nữ sao mà phiền phức quá trời của đất. Ý là ông nói tôi phiền phức á hả? Tôi không có nói bà,
Mà bây giờ thí dụ như bà đó, mà nằm trong hoàn cảnh bà Hồng đó, thì bà thấy sao? Cái chuyện này à, cũng khó nói lắm. Sao khó? Phải suy nghĩ cho kỹ mới được. Mình cũng phải để ý tới những người xung quanh. Ừ. Coi thử họ có gì nghĩ không. Đó, mà chuyện tình cảm á, thì xa cách cũng đã lâu rồi. Rồi giờ không biết nó còn lại được nhiêu. Rồi còn ý kiến gia đình, rồi còn bạn bè nữa. Đâu phải dễ. Mình sống cho mình hay mình sống cho người khác? Đó là ý của tôi. Tôi đâu phải bà Hồng đâu, tôi biết bà nghĩ gì. Ủa nãy giờ bà nói là bà nói cái ý của bà hả? Ờ. Trời Phật ơi, vậy tôi hỏi bà cũng như không. Tôi hỏi bà, thí dụ bà là bà Hồng kìa. Bà ơi, bà Tư. Chuyện hồi xưa em với ông Thời đó, tới sau này anh mới biết. Nhưng mà lúc đó em hiểu cho anh, lúc đó anh đã có gia đình rồi, cho nên anh gác qua mọi chuyện. Nhưng còn bây giờ, bây giờ anh sống có một thân một mình, anh cố tình về đây tìm lại em để muốn được chăm sóc em đó. Nè, anh đừng có nghĩ như vậy nữa. Chuyện xưa là xưa, còn bây giờ là khác rồi. Sao nói vậy được? Bây giờ tôi chỉ coi anh như là bạn thôi. Thôi anh tránh ra tôi đi nè. Tránh qua đi. Cô vẫn còn thương chú nghe. Nhưng mà vẫn giận cái chuyện cũ dữ lắm đó. Anh hai nói cổ còn thương em. Thiệt vậy hả anh hai? Trời đất ơi, chuyện này sao tôi dám nói đùa chú được. Dạ tía. Ừ. Thưa chú Vũ. Ừ. Chú Vũ. Chú Vũ chơi cái chiêu mưa dầm thấm đất đi, bảo đảm chắc ăn 100%. Đó, để gì đó, đeo đuổi nhái hả? Cứ tối ngày bên nhà ta, ta sai muốn bòm đầu rồi, nó sai gì lầm, nó sai gì lầm, lấy đâu dám cự. Vậy đó mà tôi cũng được con dâu đó. Ủa tía, sao gì tía cũng biết trơn rồi. Trời đất ơi, tao tía mày mà bậy. Anh hai, em thấy thằng này nói có lý đó. Thôi để bây giờ em chạy về bển á, em thực hành liền luôn đi. Ừ. Thôi em về kìa anh hai. Chú cảm ơn con nghe. Dạ. Chúc chú sớm thành công nghe. Ủa sao chú Vũ mới qua chơi về rồi không? Dạ, vì chơi chiến thuật tình yêu với cô Diễm Hồng. Chà, giờ hai tía con chuyển qua mần quân sư tình yêu luôn rồi hen. Nặng lắm, để anh làm cho. Là anh nữa hả? Tao chưa có dọn quán mà. Nước uống của Hồng ơi. Dạ. Cà phê anh? Không, bữa nay ho quá nghỉ uống cà phê rồi, chuyển qua chanh muối đi. Dạ. Trời, dạ giống như điêu thuyền. Anh hai, hôm nay đổi khẩu gì hả anh? Đổi ho quá rồi, không rồi ho quá. Đúng rồi đó, chanh muối này hay lắm á, thông cổ. Ủa chú Vũ đâu không thấy? Trời, anh hỏi ngộ à. Chuyện của ổng sao em biết được? Em đâu có giữ ổng. Trời đất ơi, mấy ngày nay túc trực ở ngoài này, tự nhiên bữa nay không ra. Cô không thắc mắc tại sao mà chú Vũ không xuất hiện sao? Úi xời ơi, ổng ra thì coi như em có thêm một khách, bán được ly cà phê. Còn không ra là coi như bữa đó ế vậy thôi. Ôi xời.
Dạ alo. Cô Hồng hả? Tôi là khách bên homestay của anh Hai Lúa nè. Anh Hai đang ngồi với tôi. Anh nhờ tôi gọi kêu cô đem qua cho ảnh liền 2 ly cà phê gấp nha. Dạ dạ dạ, đem qua liền anh. Cảm ơn anh nha. Ở đây cây cối mát quá anh ha. Ừ. Chú Vũ ngồi đây nghe. Tôi vô pha trà uống. Thôi khỏi đi anh. Xíu nữa có cà phê của cô Diễm Hồng. Uống ngon lắm. Chắc xíu cô đem qua tới đó. Cô bộ em phải không? Ngày nào cũng đóng đô bên đó hết trơn á. Nhưng mà em thấy tình hình không có khá hơn chút nào hết. Vậy ta. Cà phê nè anh Hai. Có người ta đăng ký phụ quán với cô kìa. Tiếp với cô. Có công việc gì nặng nhọc ta làm tiếp cho. Quán của em á ế muốn chết. Em còn ở không, mướn người khác làm gì. Thiệt tình nói nạo ngay. Mấy ngày trước em có qua quán của cô uống cà phê. Em thấy khách đông quá cho nên em có phụ chút đỉnh. Chứ có gì đâu mà anh nói chi cho cổ giận cô bỏ về rồi đó. Chứ không phải sáng bữa nào cũng thức sớm. Lợi canh cô Hồng mở cửa, vô mở hàng ủng hộ phải không? Đúng là chỉ có anh Hai mới hiểu em thôi đó. Trời đất ơi, anh làm gì lẻo đẻ theo tôi hoài vậy? Anh qua đi uống cà phê mà. Tôi mới bưng 2 ly cà phê qua bên đó. Sao không uống đi? Uống rồi. Nhưng mà đi từ đó qua đây bị khát nước. Vậy thôi ngồi đi, tôi cho tôi làm. Khoan đã. Gì nữa? Em đi từ bên đó về đây em có mệt không? Em ngồi nghỉ chút xíu đi rồi làm cà phê cũng được mà. Không mệt. Mà hình như bữa nay em dọn quán trễ ha. Bình thường mà, trễ đâu trễ. Bình thường là giờ này em dọn xong rồi đó. Bữa nay trễ hơn mọi ngày 10 phút lận á. Trời trời trời, 10 phút cũng để ý nữa. Đừng có nói là theo dõi tôi bữa giờ nghe. Không có. Đâu có đâu, thiệt á. Thiệt thiệt, không có, thề luôn á. Thôi ngồi đi, tôi cho tôi làm. Ủa, tôi tính uống cà phê hả Tía? Tôi uống cà phê được chơi. Thôi, bữa nay tôi uống cà phê ở nhà đi. Hồi nãy khách hôm nay có đặt mấy ly cà phê. Rồi sẵn con đặt bên cô Hồng cho Tía 1 ly luôn rồi. Trời đất ơi, bữa nay quan tâm Tía quá ha. Ủa, con quan tâm Tía, Tía không thích thì sao? Sao không thích, mừng muốn chết. Được con gái quan tâm mừng muốn chết luôn vậy đó. Tía. Đọc gì mà đọc hoài con? Dạ, bên nhà sản xuất á đang sửa lại vài đoạn cho nên con nghiên cứu kỹ lại tí. Kịch bản phim cũng khó quen, sửa tới sửa lui hoài á. Dạ. Hơn Hai mới qua. Dạ, chú Vũ mới qua chơi. Ngồi đi chú. Anh Hai, vụ đó sao rồi? Cô Hồng có hỏi thăm về em không? Có. Cô nói nếu chú đừng ở qua quán cổ thì cổ sẽ vui hơn. Ủa sao kỳ vậy? Ừ. Thôi em thấy cách này thất bại rồi. Mình tìm cách khác đi. Cách nào bây giờ đây? Cô Hồng ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì từ từ nói? Cái chuyện gì? Cô qua nhà con lẹ đi. Gì? Cháy nhà hả? Cái chuyện này còn hơn cháy nhà nữa. Là sao? Có người sắp chết ở bển đó. Trời ơi, ai chết bên đó? Chú Vũ. Sao vậy? Con không biết làm sao á. Hồi sớm mời chú qua nhà chơi ngồi uống trà với Tía con. Đang ngồi nói chuyện uống trà bình thường vậy nè. Tự nhiên cái chú á, co giật vậy nè. Cái méo miệng nữa. Ôi xùi bọt mép, méo mỏ. Mắt trợn tròng vậy nè.
con trào nước miếng tùm lum hết trơn á. Bây giờ má con bệnh sợ lắm Phương Hồng ơi. Sao sao tôi đi bệnh viện đi? Chú nói á là phải gặp cô mới được chứ chú không có chịu đi bệnh viện. Bây giờ con lại đây Phương Hồng, lại đây đi. Không gặp chú á. Đi đi, đi đi mới được chứ. Đi đi Phương Hồng ơi. Trời ơi, anh Vũ ơi. Anh Vũ ơi, anh sao vậy anh Vũ ơi? Anh sao vậy? Mấy bữa trước anh còn mạnh khỏe lắm mà sao bữa nay anh vậy vậy? Anh ngồi anh tỉnh dậy để anh Vũ. Anh ơi, anh không sao. Anh ngồi chút xíu khỏe không sao hết. Không được, đem kia tấm tạng phụ với em đưa đi bệnh viện nha. Đưa đi bệnh viện. Đừng bỏ anh không sao. Nhưng mà một chút anh khỏe lại. Anh có một chuyện. Anh ơi, chuyện gì? Một chuyện rất quan trọng muốn hỏi hỏi em. Anh ơi, trời ơi, giờ này còn hỏi nữa. Hỏi đại đi, hỏi đi, hỏi đi anh, hỏi đi. Nhưng em hứa là phải trả lời thật lòng cho anh biết. Thật, anh trả lời thiệt mà. Trong tình cảnh này mà sao nó giống anh được? Nói đi, hỏi đi, hỏi đi. Có phải em ghét anh lắm? Anh mà chết đi em mừng lắm, vì em không còn gặp còn gặp anh mỗi ngày để làm phiền em, đúng không? Không, em đâu có ghét anh. Em thấy anh về em mừng lắm, em gặp anh mỗi ngày em vui lắm, đâu có ghét đâu. Vậy em trả lời thật lòng cho anh biết, bây giờ em còn thương anh không? Không thương. Sao mà tôi ở một mình mấy chục năm nay vậy chứ? Vậy là bây giờ em đã thừa nhận rồi đúng không? Cả nhà đều nghe hết, cả nhà đều làm chứng hết luôn á. Sau này em không có được nuốt lời đâu đó nha. Anh không có bệnh phải không? Anh lừa tôi phải không? Không có. Anh lừa tôi mà. Anh giả bộ thôi. Thì ra anh hai chị hai hợp tác với nhau lừa em phải không? Lừa tôi hả? Sự thật mà nói á, thì gia đình tôi cũng hết cách rồi. Nếu mà không có khoảnh khắc sanh tử này á, thì cô cũng không nói thật lòng đâu, đúng không? Tôi thấy cô á suy nghĩ nhiều thứ quá. Thôi, chuyện tới đâu mình tính tới đó. Chứ giờ suy nghĩ nhiều thì cũng chỉ thiệt thân mình thôi à. Nếu như thật sự em lo lắng như vậy thì tạm thời chúng ta qua lại một thời gian đi, rồi sau đó chúng ta sẽ công khai sao. Còn nếu như em muốn suốt cuộc đời này em sẽ không công khai thì anh sẽ nghe theo lời của em. Nhưng mà thật lòng anh muốn chăm sóc em lắm. Tôi thấy cô nên mở lòng ra đi, cho chú Vũ một cơ hội. Đó cũng là cơ hội cho cô đó. Đúng rồi đó. Cái này á là mình chỉ cho nhau cơ hội tìm hiểu thôi. Sống đến từng tuổi này rồi, một mình cũng quen rồi. Bây giờ đâu phải chỉ là chuyện tình cảm của hai người, mà nó còn nhiều cái vấn đề. Nếu sau một thời gian chúng ta tìm hiểu nhau, mà
mà em cảm thấy anh không hợp với em thì lúc đó anh sẵn sàng nghe theo quyết định của em và anh sẽ ra đi, không một lời oán trách em đâu. Đó là anh nói đó nghe. Vậy là coi như cả nhà tôi hoàn thành nhiệm vụ của vụ mai mối rồi phải không? Rồi, chúc mừng, hạnh phúc. Sáng tôm tép sao không thấy gọi gì ra dựa bán cho vậy? Ồ, bữa nay lên giá đó, tranh thủ đi. Vậy hả, chắc nước đi nha. Rồi, rồi. Mỏng. Ui. Ủa, anh Malik. Lâu quá không thấy em ra bán tôm. Thì tại tí em kêu người vô cân hết rồi, đâu có còn gì đâu bán. Thì không bán tôm ra chơi. Thôi, tự nhiên ra ngoài anh chơi có gì đâu chơi. Thì phụ anh làm này làm nọ, rảnh mình nói chuyện với nhau. Trời ơi, tí mà biết á, tí đập em chết luôn á. Thì em đừng có cho tí em biết. Anh làm như giấu tí được giấu hoài vậy. Trời, chuyện qua lâu rồi mà tí còn giận anh nữa. Thôi, hôm nào á anh qua nhà em chơi ha. Trời ơi, cái này anh còn gan dữ nữa. Anh mà qua ha, tí mà biết á, tí lấy chổi tí quét anh ra khỏi nhà luôn á. Tí đã nói rồi, còn giận anh dữ lắm. Giờ sao? Thôi, không ấy em nghĩ cách giúp anh đi. Giúp hả? Cách gì vậy? Hôm nào tí vui á, cái em kêu qua chơi. Trời ơi, vậy mà làm hết hôn à. Ê, con gì kìa. Tía. Tía. Tía con gì ở đây mày? Kêu đàng hoàng nha mày. Dạ, bắt 10. Đi tập thể dục buổi sáng mới về hả bắt 10? Tao nói cho mày biết, mày tránh xa cuộc đời tao với con Mộng ra nghe chưa? Ủa, giống 10 độ với Blitz quá vậy ta? Bắt 10, lên con trở về bắt 10. Tao thấy nhiều mày với 10 độ nói chuyện phải không? Dạ, chú 10 á bác hai. Ủa mày không còn kêu nó bằng tía nữa hả? Mới kêu, mới bị chửi luôn. Trời đất ơi. Thiệt á bác hai, con cố gắng phấn đấu còn làm ăn rồi. Vậy á, mà cũng không bỏ qua chuyện cũ cho con nữa. Vẫn ác cảm với con là sao không biết nữa. Tao nghĩ chắc 10 độ nó cũng quá ác cảm gì với mày đâu ba Lít ơi. Tại nó giận mày thôi. Thôi mày có lỗi rồi, mày cố gắng mày nói ngọt nó đi. Rồi phấn đấu từ từ lấy lòng nó mày. Giờ lấy lòng sao bác hai? Trời đất ơi, cái đó tự mày biết chứ mày hỏi tao gì ba Lít. Để đâu không? Dạ con quăng rồi. Cái gì? Trời ơi, gói thuốc tía mới mua hút có 2 điếu à. Thì tại vì bác sĩ dặn là tía bị ho, tía không có được hút thuốc, cho nên là con đem đi quăng rồi. Hút nhiều quá đâu có được đâu tía. Bỏ thì phải bỏ từ từ chứ, bỏ cái gấp sao được. Mà không có hút á là cái miệng của tía lạc nhất lạc nhiễu à. À thì là tía bị lạc miệng đúng không? Ừ. Chờ con chút. Cái gì vậy? Tí há miệng nó đi. Gì? Thì tí há miệng nó đi. À.
Ngọt chưa? Chỉ cần ngậm viên kẹo này là tí hết lạc miệng liền. Trời ơi, tí đã dư đường rồi mà ăn mấy này vô tiểu đường chết nữa. Rồi chén này chén gì vậy? À con quên. Cái chén này á là cái chén tắc chân đường phèn con chưng cho tí ăn á. Con nghe người ta nói á là ăn cái này tốt lắm á. Tí ra ăn hết nha. Ừ, để nó đi, tí ăn. Vậy thôi, giờ con đi chợ. Ừ. Dạ. Con đi nha té. Ừ, đi đi con. Bác ơi, thằng quý, mày làm tao giật mình mày. À, dạ, con xin lỗi bác Mười. Mày qua đây làm gì? Dạ, con qua thăm bác Mười với con có ít quà, con biếu bác Mười. Dạ. Thì không rồi đem quà qua đây biếu. Thôi, mang về đi. Tao không nhận đâu. Dạ thưa bác Mười, đây là tấm lòng của con, mong bác Mười nhận cho. Dạ. Thôi, tao không dám nhận đâu, nhận mất công mang nợ lắm. Thôi, mày về đi, về đi. Dạ. Tao kêu mày đi về, mày mang về đi. Nhanh lên, đi, tao kêu mày đi về. Đi. Ủa? Sao rồi? Ủa, bộ tí không nhận à? Thôi anh cũng đừng buồn. Em cũng biết ngay là tí không nhận mà. Chắc tại vì mình không có duyên với nhau cho nên mới như vậy. Không ấy, anh đi tìm người khác đi. Em nói gì kỳ vậy? Từ cái lúc á mà anh gặp hoạn nạn khó khăn, em là người ra tay giúp đỡ anh. Là lúc đó em đã nằm trong tim của anh rồi. Anh cố gắng phấn đấu là vì tương lai của hai đứa. Anh không thể nào mất em được đâu Mộng. Nhưng mà em thích khóc đúng không? Em đừng có khóc. Em mà khóc là anh khóc theo luôn á. Không có đâu, em chỉ buồn thôi à. Em đừng có buồn. Em mà buồn là anh buồn theo luôn á. Hay là bây giờ em á cứ theo dõi nhất cử nhất động của tía thì em cho anh hay. Em giúp anh nha. Ơi, mình tính hút thuốc nữa hả Mười? Dạ. Ủa, mình tính đâu hả? Em về anh hai. Trời đất ơi, uống chưa hết ly cà phê vậy gì? Em đem về nhà em uống. Thành, giận da dữ hả?
hơi hữu hữu của tôi. Một nhân sâm của tôi ngâm tôi không dám uống. Giờ bể hết trơn hết trội rồi. Bác Mười. Bác Mười, bác Mười. Ôi bác Mười. Dạ bác Mười. Mày sao mày cứ lảng vảng trước mặt tao hoài vậy mày? Dạ, con có quà muốn tặng cho bác Mười. Bữa trước tao đã nói với mày rồi. Mày quên rồi hả? Con tặng cho bác Mười cái này, đảm bảo bác Mười sẽ thích. Dạ, đây là tấm lòng của con, mong bác Mười nhận. Dạ. Này là gì đây? Trời, mày tặng tao củ cải khô làm gì vậy? Dạ không, cái này là nhân sâm. Nhân sâm ngàn năm. Nhân sâm ngàn năm, bớt xạo đi mày. Dạ, 6 năm mà. Bác Mười, mà nhân sâm này á, ngâm rượu á, là trị được nhức lưng nè, rồi uống bổ lắm á bác Mười. Con nghe nói bác Mười á, mới bị bể hưu rượu, nên con mua cho bác Mười ngâm lại. Hữu rượu tao mới làm bể hôm qua, tao không nói ai biết. Sao mày biết? Dạ. Thôi rồi, tao biết rồi. Giặt kế bên tao chứ ai. Bà lục đục léo đéo, bà kiếm cái gì mà bà kiếm hoài vậy bà Tư? Tôi nhớ tôi để đây nè, mà sao mất tiêu rồi? Bà kiếm cái gì? Tôi đang kiếm cái hộp sâm. Bà cần xài cái gì mà kiếm hộp sâm? Không phải, có hộp sâm nhưng mà tôi đựng củ cải muối. Trời Phật ơi, mắc gì hộp sâm ta mà đựng củ cải trong chi? Cái sâm á tôi xài hết rồi, nhưng tôi tiếc cái hộp nên tôi đừng có cãi chồng. Chết cha, tôi cho 1 lít rồi. Ông cho 1 lít chi? Trời ơi, nó năn nỉ quá. Lấy gì cho nó, đặng nó tặng 10 độ, 10 độ đem đi ngâm rượu. Bác Hai ơi. Gì? Giờ tía của Mộng không chịu con rồi, sao giờ? Ao nói mày hoài. Một lần mất tính, giảng lần mất tính. Nói hoài mà không chịu nghe. Ăn nhậu cho cố vô, lầy lũa quẩy quạng tùm lum tà la cho nó. Tại lần đó con nhậu nhiều quá con không kiềm chế được, lầy như vậy. Giờ nghe tới con còn mắc cỡ nữa bác Hai. Cái gì thì gì chứ, ăn nhậu cũng mới có chừng có mực chứ, liệu cơm gấp mắm chứ, nhậu cũng vừa vừa thôi. Vậy cả cái xóm này nè, nhắc tới mày là người ta sợ rồi. Nó sợ cái ăn nhậu lạy lụa của mày đó, ăn nhậu bê tha đó, con gái người ta đó, con vàng con ngọc. Không lẽ ta đem gả cho cái thằng ăn nhậu bê tha vậy hả? Dạ thiệt tình thì con cũng biết lỗi của con rồi. Mà giờ bác Hai, còn cách nào á để cưới được em Mộng không bác Hai? Nói gì thì nói, thì đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Nếu mày mà có lòng thương con gái người ta thật lòng đó, thì thôi bây giờ qua bển đi, rồi xin lỗi 10 độ, rồi coi công việc nhà vườn tược gì đó nó làm đó, thì phóng vô làm tiếp đó, để tỏ cái tấm chân tình của mình, ăn năn hối cải lại, thử coi nó có suy nghĩ lại không. Thiệt hả bác Hai, là bây giờ con còn cơ hội hả? Thì cứ làm đi, rồi mua món quà gì nhỏ nhỏ đem qua tặng nó. Ôi bác Hai, nếu là bác Hai thì bác Hai thích quà gì bác Hai? Trời ơi, tao khác, thằng 10 độ khác, mày hỏi gì kỳ. Ui gì? Trời ơi, ngâm rượu củ cải muối. Chết cha 3 lít trận này rồi.
ơi. Dạ bác Mười. Bác Mười tới dựa con có gì không? Bữa nay tao qua rủ mày nhậu nè. Ủa sao bữa nay bác Mười qua rủ con nhậu? Thì bữa trước á, mày tặng tao cây nhân sâm. Bữa nay tao qua tao rủ mày nhậu được không? Dạ được. Ừ. Ờ mà không. Ủa sao vậy? Tại con hứa là con không nhậu nữa. Hứa với ai? Với lòng. Trời ơi, hứa với lòng. Hứa nghĩ hứa một bữa có sao đâu. À, tại vì lần trước con qua nhà bác Mười ăn nhậu lầy lội, làm cho bác Mười với em Mộng buồn. Rồi con không còn cơ hội gọi bác Mười bằng tía nữa. Nên con hứa là con không nhậu nữa. Vậy là mày nói mày nhất quyết bữa nay không nhậu với tao phải không? Vậy là mày không có nể mặt tao rồi đó. Dạ bây giờ bác sai con cái gì con cũng làm hết. Nhưng trừ cái nhậu này ra con không nhậu nữa bác Mười. Ủa mày đâu rồi Đồ? Dạ em mới qua bên dựa của ông Ba Lít về nè. Vậy đó hả? Dạ. Tình hình sao rồi? À, chuyến này anh đúng tôi sai. Vậy anh. Dạ. Ôi bác Mười, bác Hai, chuyện này là sao? À, sao có gì, hên cho mày đó. Chứ bữa nay mày cầm chai rượu mày nóc vô một cái là coi như cuộc đời mày xong đó. Hôm bữa là anh Hai anh gặp tao, anh nói vô cho mày đó. Thiệt hết nói nổi anh Hai, tôi đã cấm nó quen với bà Lít mà nó cứ lén lén lúc lúc hoài. Tôi thấy chú cũng đừng ngon thử bộm. Chút xíu nữa là con trúng kế của hai bác rồi. Coi như hôm nay á mày là qua ải đó. Dạ con cảm ơn tía. Gì tía? Tao mới nói qua ải thôi chứ tao có gả con gái cho mày đâu mà mày kêu tao bằng tía ngọt sớt vậy. Dạ con kêu trước cho quen miệng. Anh Hai, thôi mình về đi anh Hai. Ở nhà em á có ngâm hũ rượu sâm Hàn Quốc á. Bữa nào anh em mình lai ra nha. Rượu sâm hả? Dạ, sâm Hàn Quốc. Thằng Ba Lít nó tặng em á. Sâm á bác Hai. Ra bờ sông anh hẹn với em, mang nước ra cho mình. Sao quên rồi ta? Cho mình tình mình duyên đó, duyên chúng ta muôn đời. Anh Ba Lít. Ui tôm hả? À trời, trời đây 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 đây. Cái gì vậy? Để đổ vô nó chết hết. Đổ đổ đi rồi lát anh căng lại cho. Ủa sao vậy? Sao không điện anh vô, anh lấy ra để em đi chi cho cực vậy? Thì tại em đang rảnh thì em đem qua cho anh thôi. Thôi, trời nắng em đi anh sốt. Trời ơi, có gì đâu, có chút xíu à. Anh cảm ơn em chuyện hôm qua nha. Bữa nay mình phải nghe lời anh Hai nói mới được. Lửa thử vàng, rượu ngon thử bợm, mình sẽ thử thằng Ba Lít này. Anh nghe nè Mộng. Ủa anh đang đâu vậy? Anh mới ra giữa đang dọn đồ nè. Tí em đang đi ra kiếm anh đó. Tí kiếm anh có chuyện gì? Chuyện dài lắm, em không có thời gian giải thích cho anh đâu. Bây giờ anh nghe lời em dặn nè. Tí qua rủ anh nhậu á, anh không có được nhậu nghe chưa? Tí có vụ cỡ nào anh cũng không có được nhậu. Nhớ nghe. Ừ, anh nhớ rồi. Thì tại vì em sợ anh bị... Như lần trước đúng không? Mà nè. Ừ? Em hỏi anh này nha. Ừ. Anh trả lời thiệt cho em biết nha. Ừ. Nếu như mà ngày hôm qua em không gọi cho anh á, anh có nhậu với tía không? Nhậu?
Anh nói chơi á, anh đã hứa với em á là không nhậu là anh không nhậu à. Anh bây giờ chỉ lo làm ăn thôi. Anh chỉ nhậu lúc cần thiết thôi. Trời luôn rồi mà không có chiếc xe nào về Cà Mau hết á, mệt cũng lả người luôn à. Thì Tết nhất mà người ta về nhiều xe đâu nữa còn. Bởi vì mua vé trước là được rồi. Cũng tại ông không, lúc đầu nói không về rồi nước rút cái đòi về, làm tôi phải hủy vé luôn đi chung với ông nè. Trời đất ơi, có cái chuyện này không mà đứng đây hồi nãy tới giờ cứ lèm bèm hoài. Thôi được rồi, lỗi tại tôi được chưa? Rồi kêu vô bến mua vé cũng không chịu vô nữa. Giờ đứng đây sáng giờ không có xe đâu hết. Nè, bình thường xe về Xẻo Lá vậy ngang qua đây, giờ đi qua bến xe chút vòng đây nữa, mất công không? Nó hay quá ha. Đó, sáng giờ có xe nào không? Alo, anh nghe nè Mai. À, tụi anh đang đứng đón xe ngoài đường nè, mà sáng giờ chưa có xe nữa. Không sao. À, anh có mua quà cho em đó, nhiều lắm. Trời Phật ơi, nhạt nhẽo vậy đâu mà nó nổ lên đùng đùng hơn trời sập trời. Có giác cũng vừa phải vừa đủ nghe đó chứ. Ôi, làm gì đó không? Trời đất ơi, không thấy sao còn hỏi. Lao nó vậy chứ làm gì? Ủa làm gì lao chùi sớm mà? Đâu không có mang để nó đóng bụi đóng bẩm, em mua chuối vô cho nó bóng. Tết còn đi chúc Tết rồi nữa chứ, chuẩn bị sớm dữ ha. Năm nay là đi chúc Tết à, có xui có da rồi, Tết lì xì rồi cho con cháu chứ. Bà nói tôi chứ bà mua gì mà lỉnh kỉnh lẻn kẻn vậy hả? Đẹp không? Cái này đẹp nha. Trời nói ở quê đúng là thiệt Tết vui lắm ông ơi. Tôi nói ra chợ hen rộn ràng dữ lắm. Ôi ôi, bán đồ Tết quá trời quá đất luôn. Tôi thấy ham quá nên tôi mua về dán nhà dán cửa cho đẹp. Ừ. Thôi bà đem vô bà dán đi. Ừ. Tôi tranh thủ tôi lặt mấy cái mai cho nó chỗ bông kịp Tết. Nhìn á. Ừ. Trời ơi, mua được cái này tôi ưng ý ghê luôn á. Đúng rồi. Tết nhà cửa cũng mới có màu mè hình ảnh quá mai quá hồng rồi chứ. Sài Gòn Cà Mau không anh ơi? Sài Gòn Cà Mau không? Ai Sài Gòn Cà Mau không? Ê! Ê! Đây nè, đi 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 anh đi anh muốn một bước về Xẻo Lá. Ê, luôn đây nè. Có xe kìa. Anh có xe rồi, để đón xe cái nha, nói chuyện em sau. Sài Gòn Cà Mau không anh? Đây về Xẻo Lá nhiêu anh? Đây về Xẻo Lá hả? 450 anh. 450 hả? Ê! Vậy là tính ra là mỗi người có 225 à. Rẻ hơn giao hồi sáng tới 350. Chà nó mắc lắm. Đúng rồi. Đi 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 đi. Không anh ơi, anh nhầm lẫn rồi đó. Mỗi người 450 á. Hả? Cái gì mà mắc dữ vậy? Mắc rẻ gì anh, tính nhất tới nơi mà. Giật giá leo thang thôi. Leo thang leo vừa phải thôi, giá gì mà gấp đôi gấp ba vậy? Đâu gấp đôi gấp ba, bây giờ hai anh có về không? Không về ở lại Sài Gòn. Từ đây đến chiều á, không có xe cho hai anh về đâu nghe. Giờ làm sao? Thôi đi đại đi. Ờ đi. Mày nè. Mấy cái thùng này chở lên giùm luôn đi. Ba cái thùng này hả? Mỗi thùng 50, ba thùng 150. Gì cắt cổ vậy? Trời ơi anh ơi, em là lấy giá rẻ rồi đó. Ba cái thùng này anh quăng lên xe đi, là chiếm 2-3 chỗ ngồi của người ta rồi. Bây giờ một là thêm tiền, hai là bỏ quà ở Sài Gòn. Hợp lý không? Thôi đi, đi thì lên xe. Chắc lên đại đi. Ừ đại đi, đại đi. Ừ. Nhẹ nhẹ thôi anh. Hư đồ hết. Đi em. Phụ nó đi ba dai thôi. Chứ gì á. Kệ em đi. Mà nói nghe nè, xe gì đâu mà chật ních vậy, chỗ nào mà ngồi. Lát đi, lát tính cho. Thôi 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 thôi. Đi sao ngồi. Em say xe lắm luôn. Lên đi, lên đi, lên khắp chỗ cho. Thôi. Lẹ đi, lẹ đi, trễ giờ. Ôi. Lẹ đi, còn bao nhiêu chuyến về ăn Tết nữa. Xe gì đâu á. Sáng vô. Rồi đi luôn bác tài ơi.
ơi, xe gì đâu chật quá. Bộ hôm nay em định làm kiểu bán luôn hay sao mà làm quá trời em? Không có, em làm cho nhà mình ăn. Rồi sẵn đem cho má lúa với má ớt luôn, hai má khỏi lạc công. Cũng kiểu mà có tôm khô ăn với bánh tét. Trời ơi, càng nhắc càng chẳng nó biết à. Cái đó là mấy năm trước thôi, chứ năm nay thì sao anh xui? Thì mấy năm trước má lúa làm cho anh ăn, còn năm nay thì em làm. Mà năm nay là lần đầu tiên em làm nữa. Anh là ăn chục bạch đem thử nghiệm. Kệ đi, vợ anh mà làm cái gì mà không ngon. Nịnh quá. Sao đang vui mặt bí sĩ vậy em? Em nhớ Tết năm ngoái quá. Em bắt ý luôn hả? Ông Tư. Dạ. Ông tính coi năm nay coi mình mua cái gì ăn Tết. Hốt hụi mấy chục triệu lận. Mấy chục triệu, bà muốn mua gì thì bà cứ mua đi, bà hỏi tôi làm chi, khoái gì cứ mua. Để tôi tính coi. Khỏi tính, bà khi ra ngoài chợ bà chọn cây mai nào thiệt đẹp, thiệt bự, thấy không? Rồi nào mà là bánh mứt, rồi kẹo, rồi bia, rượu gì bà cứ mua, chất đầy trong nhà đi, cho người ta thấy mình tới lớn. Tính chi cho tốn hao chất xám vậy? Mai nhà mình có rồi nè, tôi tính gì nào không thấy được không nha. Tính sao? Đợi con nhái á, nó hốt hụi gì à? Ừ. Cái tôi mua vé xe lửa, tôi đi thẳng ra Hà Nội để tôi mua mấy cái chậu đào á về chưng xung quanh cái sân nhà mình nè. Ông thấy được không? Hay á, bà ít có sốc quá ha. Bắt xe lửa ra Hà Nội mua đào, mấy xe lửa làm chi? Đi máy bay á. Ha. Ừ. Đi máy bay cho đào nó tươi. Ủa mà ngộ vậy? Mấy nay hụi ấy rồi mà chưa có giao tiền hả? Chưa, chị nhái đi lấy đó. Ông yên tâm, nó qua bệnh lấy là có liền hả? Ừ. Tía má ơi, tía má. Nhái gì kìa? Tía má. Tía má. Từ từ. Ủa? Từ từ. Cái Ủa? Gì vậy? Cái gì mà bay chạy như ma đuổi vậy? Cô Năm mà tía má chơi hụi á. Người ta nói cô. Bình tĩnh. Bình tĩnh sao? Cô bỏ trốn rồi. Hả? Cái gì vậy? Cô bỏ trốn rồi tía má ơi. Trốn. Dạ. Giờ sao bà? Bà ơi. Bà ơi. Bà ơi. Má. Thôi em đừng buồn nữa. Với lại á, năm nay á, tía má em đâu có chơi hụi nữa đâu, nên không có sao đâu, đừng có lo. Em đi sắm đồ Tết không? Anh chở đi. Đi sắm đồ Tết hả? Giờ luôn. Bây giờ luôn. Đi. Sẵn em mua mấy cái đồ trang trí nhà mình cho đẹp, cho nó có không khí Tết. Vậy nha. Rồi bây giờ em dẹp đi, rồi rửa tay em chở đi liền. Cái gì dòm gì vậy? Ủa không cắt dây làm chi vậy? Thì cắt dây gói bánh tét cho anh chị. Thôi thôi, năm nay mà đặt gói bánh tét nữa thì năm nay thấy buồn tay nên gói dây gói bánh tét cho vui. Nhưng mà tôi nói trước nha, gì ở nhà không có nếp, không có đậu, không có nguyên liệu sẵn à nha. Ủa vậy là sao? Thì á, mỗi năm mà đặt sẵn không à, đâu có nấu gói gì đâu mà có nguyên liệu. Thì mỗi năm không nấu thì năm nay mình nấu cho nó vui nhà vui cửa Tết đâu. Thôi, ông dẹp giùm tôi một cái đi. Nhà có hai vợ chồng già, ăn uống nhiêu đâu rồi bài đã gói rồi nấu kia cho nó mất công không?
Thì bây giờ nói chung là bây giờ là cứ mỗi năm mỗi khác đi. Nhà mình ăn Tết năm nay cũng phải khác là năm ngoái nữa. Thôi, tôi đặt bánh của bà Ba Mít rồi. Ủa, vậy hả? Ừ, tôi nói nghe nè. Hả, cái tới mùa Tết á, thì bà Ba đó, bà bày ra bà gói rồi cái bà nấu giùm cho hàng xóm mình nè. Ừ. Để kiếm thêm chút đỉnh tiền thù lao á, mua quà bánh cho con cháu bà. Mình đặt giùm bà thì coi như mình ủng hộ bà. Bà nói vậy nghe cũng phải. Nghĩ giờ thời gian qua nhanh thiệt chứ. Tết đi qua, Tết tới, Tết qua, Tết tới, một năm qua nhanh thiệt chứ. Mà tự nhiên giờ Tết tới nè. Nhớ là cái Tết năm ngoái. Trời đất ơi, chưa thấy cái Tết nào mà trong nhà nó yên lặng đến vậy. Yên lặng thấy mắc sợ luôn. Thấy gương mặt của tao bảo có vui không mà làm gì mà la mà mừng ré ré là mày hân hở nha. Gái rứa gì không ý tứ gì hết trơn. Cái miệng của bay á, la còn lớn hơn là tiếng pháo nổ nữa. Vô gọi thằng Cóc kìa. Để la lớn quá nó giật mình nó vậy nó khóc sùm đó. Dạ. Ý kiến mày luôn. Trà gì bữa nay nó không có nghe mùi gì gì hết trơn. Ủa nè. Ủa, bưng chuối bưng nhang đâu ạ? Thì đi cúng cho thừa. Trời đất ơi, bây giờ khủi chưa đủ xui hay sao? Cái gì đâu mất cái bụng một mà bà chân nguyên cái nải chuối lên bàn thờ. Năm nay chuối nhủi góc đầu gì nổi. Thì cũng tại vì bị giật hụi hết tiền á, nên tôi không muốn mua sắm gì hết á. Có thôi, khỏi cúng đi, khỏi giao thừa gì hết. Trời ơi, Tết nó buồn như vậy mà bên kia nơi karaoke chứ nhức đầu muốn chết. Bà chống cái tay kiểu khác được không? Tôi bà chống con kiểu vậy. Nhờ mấy bữa trước vua miệng rủ 3 lít thằng Tèo qua chúc Tết cho bà. Cái giờ nó vậy. Ôi, giá cho tụi nó quên đi. Đừng qua cho yên thân. Ui. Dạ, Tết năm mới con xin chúc chú thím dồi dào sức khỏe, sớm có thêm cu tí. Dạ, con chúc thím Từ với chú Từ phát tài phát lộc, tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê Vin. Thím cảm ơn hai con nha. Ngồi ngồi đi con. Dạ, dạ, dạ. Thôi ngồi ngồi. Chúc mừng năm mới ha. Dạ. À dạ. Ờ mà chú thím ăn Tết lớn không? Ừ thì cũng... Thì cũng ăn Tết sương sương. Ừ. Nè nè. Dạ. Ngồi ngồi ngồi. Dạ. Cảm ơn thím Từ, cảm ơn chú Từ. Ừ, bất ơn. Dạ thôi. Tự nhiên cái con ngán đồ ngọt quá. Dạ con cũng ngán rồi. Chưa ăn mà ngán gì bay. Bà sao không lấy mứt thêm cho nó mấy đứa cháu nó ăn đi. Dạ thôi con để cho khách tới sau người ta ăn thêm. Dạ đi, con cũng mấy ngán bữa nay tụi con ăn quá trời. Hiểu rồi. Thím Tư quên bỏ mứt vô thêm. Thôi để thím Tư xuống sau lấy mứt bỏ vô. Khỏi thím Tư, tụi con cũng không ăn nhiều đâu thím Tư. Khỏi thím ơi. Tụi con ăn chút đỉnh rồi thím Tư ơi, không cần rồi thím Tư. Thôi để cho thím Tư mình lấy đi. Thôi nè, uống nước đi con. Dạ dạ. Uống trà, uống trà. Thôi cũng bên miếng bánh miếng trà chứ ha. Thôi Tư uống đi. Tư Tết nhất ai uống trà trời. Tết nhất ba ngày sưng này mình làm lai gai vài ly khai tiệc đầu năm chú Tư. Đúng rồi. Ừ thì tại vì buổi sáng sớm rồi chú uống không được. Thôi kệ uống cho vui chú, mình không uống nhiều mình uống cái ít thôi. Cho vui nhà vui cửa thôi, uống trà cũng bình thường quá.
Dạ đúng rồi, một năm chú cháu mình có một lần à, mình uống lai gai cho nó vui. Đó thấy chưa, sáng sớm mà bên kia còn hát cao kê à bầm kìa. Nhưng mà bây giờ chú không biết chú làm sao nha, sức khỏe làm sao, sáng nhậu là không được, sáng nhậu là khó chịu người lắm. Uống trà, uống trà. Thôi, chú Tư không nhậu thôi, mấy ngày này cũng không ép uống được, uống không thấy chú Tư. Ở nhà coi tiếp khách rồi. Thôi để con xuống con chào xuống Tư một cái rồi tụi con qua nhà khác chúc Tết nghe chú. Thôi được rồi, để đến Tư mày có công việc sao kể quá đi. Không được, phải chào xuống Tư. Có công việc con xuống dưới cũng được mà. Nè, thôi uống trà, uống trà. Tôi đã nói là đừng có kiếm một Tư muốn trốn một kiếm mấy này kỳ thiệt. Trốn à. Qua nhà bắt hai lúa. Ở đi nha con. Tôi chú Tư về. Vậy đi Tư ơi. Dịch giật mày. Mà thiệt, ông nhắc lại cái Tết năm ngoái, tôi thấy tôi còn gùng mình á. Sáng nghe nhạc xuân rồi nghe mùi Tết nghe. Cũng quỷ thần ơi, ủa mày tới hồi nào mà mày sáng sớm mày Tết nhất mà mày tới mày nhà tao mày ngồi mặt mày biết sĩ với mày. Không hên nha con. Sao ra giữa tôm? Dạ con sáng rồi con mua xong rồi con giao cho người ta luôn rồi. Mà Tết nhất này bán được không? Dạ Tết bà con mình có tôm nhiều bán cũng được lắm bác hai. Bán được phải vui chứ sao bán được buồn hiếu mày. Con buồn quá bác hai. Tết nhất sao buồn? Mua bán được buồn gì? Tết á, con đi con thấy nhà nào cũng quay quằn xum vầy với nhau hết. Còn con có một mình lẻ loi con buồn quá. Ủa? Rồi tía mày á, chừng nào mới về đây ăn Tết? Tía con không có về. Trời đất ơi, Tết nhất cũng phải về cúng kiến ông bà ông giải chứ mày nói sao mày? Ở chợ á, mấy hecta cà phê, tía con nói về không ai coi. Với tía con nói làm ăn được rồi nếu là tía con sang năm á là mua nhà ở chợ luôn. Rồi quá hơn đâu nó không về. Trời ơi, con gọi con năn nỉ nó luôn, con kêu á là về chơi Tết với con vài ngày đi không chịu. Nói lên thăm tía con, rồi sẵn đi du lịch rồi đi phượt gì trên núi á. Thì chắc nó cũng phải về ăn Tết rồi nó còn chuẩn bị học hành rồi nữa. Tía mày nói vậy chứ ông cũng phải về để cúng kiến ông bà cái rồi muốn đi đâu đi chứ. Không về đâu bác hai, kiểu này chắc một mình con ăn Tết luôn rồi. Trời đất ơi. Bác hai. Giờ con tính vậy. Tính sao? Tết á, con bệnh con mình à. Mà tía con với Út Hân thì không có về. Không ấy giờ con dọn đồ qua đây con ăn Tết với bác hai, để cho gia đình mình ấm cúng sum vầy hạnh phúc hay bác hai. Con tính vậy bác hai thấy im không? Không im đâu ba Lích ơi. Theo tao, tao thấy chưa im đâu. Mấy cô. Dạ, tiếp. Dạ, đang làm gì vậy? Dạ, con đang coi độ ẩm của đất. Rồi sao, thấy ổn không? Dạ, ổn tiếp. Nhờ thời tiết đẹp cho nên bông nó ra đúng ngày. Tí nhìn cái vườn bông con thấy sao? Trời ơi, ở cái xóm này cái vườn bông của mày vậy là nhất cái xẻo lá này rồi đó nha. Ủa, rồi tính chừng nào giao? Dạ, ngày mai thương lái vô rồi con giao. Ngày mai thương lái vô lấy rồi mày còn kiểm tra gì? Dạ, phải kiểm tra chứ tiếc. Cái mùa này dễ bị sâu bọ lắm, con phải kiểm tra để cho người ta mua về á, người ta chưng bông cho nó đẹp, với lại qua Tết bông vẫn còn đẹp luôn. Chà, nếu mà nói về cái người mà trồng bông mà có tâm với cái chắc là không có ai bằng bãi cò này hết trơn á. Có đâu tía. Ủa tía, tía đi đâu đây? Thì đi dạo vòng vòng mấy coi mấy cái vườn bông mấy sớm, rồi sẵn đó thấy cái vườn của mày ghé qua coi luôn. À, cái này người ta gọi là du xuân á. Du xuân gì bữa nay mày? Ê mày thấy cái mấy cây mai bên nhà tía không? Dạ bữa con có qua con thấy rồi. Bữa khác bữa nay khác nay nhìn đã lắm. Đã lắm hả tía? Ừ. Ngày mai rảnh đó qua tía đi uống trà rồi ngắm mai luôn. Dạ. Ừ vậy ha. Dạ tía. Không mày làm gì làm mày tía đi nghe. Dạ tía đi.
Nhìn đẹp thiệt chứ ha. Tôi chờ bà nãy uống hết hai bình trà rồi đó. Chưa xong nữa hả? Cái gì hoài vậy? Xong rồi nè. Gì vậy? Xong. Trời đất ơi, mua gì mà mua quá trời vậy? Quá trời đâu quá trời. Có nhiêu đây quá trời. Ông biết sao không? Bị năm ngoái á, không có được vui. Cho nên năm nay á, tôi tính chơi lớn để bù lại cho năm ngoái. Thôi thôi, bỏ cái từ chơi lớn đi nghe. Cái từ chơi lớn rồi năm ngoái cũng làm tôi sắc bất sang ban rồi, đừng có nói nữa nghe, tôi sợ à. Thôi kệ đi ông ơi. Cái tiền nó mất á, thì coi như là cái tiền học phí để vợ chồng già mình học để cho biết đời với người ta. Mới qua con. Dạ. Thôi. Tía má, chuyện của Tết năm ngoái á, hổng ấy, mình dẹp qua một bên đi. Bây giờ cả nhà mình ngồi xuống dưới đây để bàn chuyện Tết năm nay nha. Thì năm nay cũng vậy thôi, có gì đâu mà phải bàn để tính như này tính nọ chứ gì. Có chứ tía. Ủa gì? Có con là rể mới nè. Ừ ha. Có rể mới thì có thêm niềm vui mới. Nè, tôi nói trước nha, cái này là tôi bao vui thôi à, chứ không có bao ăn à. Nè, mà tôi cũng nói cho ông biết nha, năm nay á, tôi đã thủ chắc chắn hết rồi. Ông khỏi lo đi, tụi con. Má lo. Dạ. Má mà giữ chưa. Đang nghĩ gì vậy? Hôm rồi sao nó có điện gì cho bà? Nó hỏi cái vụ Tết nhất đồ không? Nó gọi nó nói á, Tết năm nay nó không có về được. Bị gì á, ở bên nước ngoài á, người ta không có ăn Tết giống mình. Nghĩ mấy bữa cũng không được luôn hả? Nó gọi nó nói vậy đó. Người ta nói cái Tết buồn nhất là Tết tha phương. Thêm chữ cầu thực nữa là tha phương, cầu thực. Lơ mơ năm nay chỉ có hai vợ chồng già ngồi ăn Tết thôi. Giống như hai con khỉ già đó. Ngồi ăn Tết cùng mấy khỉ con nó đi siết kiếm tiền hết rồi. Tết năm nay sao nhú nó không về? Rồi tám tàng nó cũng không về luôn ha. Giờ này chưa thấy xuất hiện mà coi như không về rồi. Ông, coi đứa nào về đó. Chú hai đêm hai, có ai về nè. Tía má ơi, con về ăn Tết nè.